Ui trời ơi, Facebook chán quá trời ơi. Ê, có cái giống của chị mặc nè. Cái này với cái nào? Sao mà ngắn hơn? Lấy cái trong kia không? Lấy cái trong kia đi. Thì nó là một về có một lần mà mày điên à? Khi thì mày kêu ngắn, khi thì mày kêu nặng, tao không biết đường nào, tao mò luôn. Mà nó là một là về một lần mà chứ đâu phải là không giống nhau đâu. Hai màu khác. Cùng quá. Hello mọi người. Trời ơi chán quá mọi người ơi, thiệt á mọi người, vô cho em like cho nó dễ đi mọi người. Gì đâu mà vô được mấy chục người coi chắc em oải luôn á. Trời ơi, khách vô gì mà khách vô một hai người. Lên nhiều lên được 60-70 người sao mà like mấy bà. Xả kho thì phải lên đông đông em like cho nó sung chứ. Đó, nhìn khách lên mà em oải không muốn lên theo luôn á. Cả nhà mình thương em đi, vô ấn nút chia sẻ 3 đến 4 đến 5 đến 6 đến 7 hội nhóm đi giùm em đi mọi người, kéo tương tác mày lên. Vô đông thì đầu like, mình vô mình tặng quà mình được tương tác. Chứ bây giờ vô lẻ què chắc xỉu quá mọi người. Đó, nhìn khách mềm oải ghê luôn á, thiệt ấy. Cái chị đang mặc còn. Mọi người vô tương tác hộ em đi. Đầm em bận là hàng cao cấp á. Cái này hàng xịn lắm mọi người. Đó, nó đẹp kinh khủng luôn. Vô tương tác chia sẻ, em tặng nguyên, bán tặng mấy chị cái hàng xả như thế này, nguyên cả một rổ như thế này đã nè. Trời, em nhìn khách mềm oải ghê á. Ai về đời đi lên chia sẻ càng chia sẻ càng tụt. Không hiểu luôn ấy. Bây giờ Facebook là do gì luôn đó mọi người. Ráng vô tương tác chia sẻ hộ em nha. Ráng vô tương tác chia sẻ hộ em đi mọi người, cho em giải vía cái đi. Gì đâu chán vậy. Cái Facebook của em nó không có tương tác đâu mọi người ơi. Mọi người ví dụ như mà thông báo á là nó sẽ không có luôn. Có những chị thì hay được thông báo, có những chị là 10 cái like của em thì mới có thông báo, giống như cái chị kia. Cái chị kia kêu là trời ơi sao lâu rồi không thấy em like. Trời ơi, trong khi 1 tháng 31 ngày em like hết 1 tháng 30 ngày em like hết 31 ngày rồi đó. Nó mất tương tác tới mức độ là vô Facebook luôn mà cũng không thấy like luôn đó mọi người. Đơn hôm qua, đơn tất cả của ngày hôm qua, hai hộp body của Nguyễn Hoa, đơn tất cả ngày hôm qua là được dồn đơn với ngày hôm nay hết nha mọi người nhá. Có đó rồi hả? Được dồn đơn với ngày hôm nay hết nha mọi người nha. Đơn hôm qua, tất cả những cái đơn hôm qua là dồn được đơn hôm nay hết. Tại vì em sẽ dồn cho mọi người từ ngày nay với ngày hôm qua hết cho mọi người luôn. Để cho mọi người một đi một lần, ngày mai là ngày dành riêng, một ngày chốt đơn em không có like. Có nghĩa là mọi người ngày hôm qua nha, dồn hết với ngày hôm nay này. Hôm nay em sẽ like tới tối luôn. Đó, xả hết toàn bộ kho, hôm nay không có hàng mới. Hôm nay bạn nào muốn săn hàng về bán giá rất là rẻ luôn. Rẻ hơn cả giá sỉ em lấy vô luôn, tại vì em xả kho. Nhưng mọi người ráng, mọi người tương tác đi mọi người. Rồi, vô chia sẻ mua hàng 9k dùm em nguyên cả cái rổ này. Cái rổ này là do những mấy chị là mua hàng không bao giờ nghe máy. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, mấy chị xả hàng rất là nhiều. Ngày mùng 1, mùng 2 mấy chị đè ra, mấy chị xả em đơn ngày mùng 1 này. Đè ra xả, tại vì đơn ngày mùng 2 hôm qua em chưa có gọi. Em mọi người, là trưa hôm qua em đã xả nguyên một rổ bự rồi đó. Là mỗi lần mà chốt like xong là gần 100 cái mấy chị ở xả đơn ra của em á. Thật sự luôn, nhiều chị á mua hàng mọi người không có ý thức mọi người ơi, thiệt á. Đầm em mặc có màu đâu em. Đầm em mặc này, ai lấy thì chốt đầm. Rồi vô chia sẻ giùm em nha, đầm em mặc. Đầm này hôm qua bao nhiêu vậy? 120 hả? Đầm này hôm qua có 120 thôi. 120 là 130. Hết rồi đó mọi người, hôm qua em like hết rồi.
Cái mẫu em mặc không phải là suông như mọi người, nó là xòe nhẹ ở dưới, vải là vải hàng loại 1 luôn. Bao nhiêu ký cũng vô được đầm này. Ráng chia sẻ đi lên, em giới thiệu qua tại 3-4 chị hỏi liên tục á. Cái này là màu hồng này, cái này là màu đen. Em còn có đúng mỗi màu một cái luôn á. Rồi cái này là màu xanh, hôm qua em mặc buổi trưa này. Đẹp lắm luôn mọi người, cái form đồ này, xịn không? Rồi cái này là màu hồng, hồng nhạt. Đó, màu chị mặc của Nguyên Nguyên. Em chốt ở trên like có 120 à. Rồi ráng ấn nút chia sẻ bài giùm em đó. Nó phải lên như vậy chứ, lên gì mà chán. Thì lên như lúc này cứ 8 mấy, 9 mấy chắc em xỉu á. Này ai lấy thì ghi giùm em màu. Cái này là màu hồng, màu xanh, màu đen, màu hồng đậm với màu hồng nhạt nha. Màu đen của băng trâm. Màu em mặc là màu nút đợi xíu đi, em tặng mấy chị cái này. Ai lấy đầm này thì ghi nhá, Diệu Linh đầm đang mặc. Hết chưa? Ở dưới hết luôn này hả? Có người ra phiếu kìa, là hết luôn này đúng không? Còn không? Rồi em hết màu em mặc nha, em còn có mấy cái này thôi. Ai lấy thì ghi dùm em là kèm màu dùm em nha. Em đổi qua cái màu xanh cho mọi người để trả cái này mất công với chị họ. Đổi xíu nha, em ra tặng liền cho mấy chị. Thêm một chum đen ôm của bạn Nên này. Xỉ cọc 1 triệu lửa like mấy chị ơi, đủ 50 sản phẩm bất kỳ được tính giá xỉ nha. Hàng á, mọi người nhớ giúp em là hàng lẻ mẫu nha. Hôm nay em sale tất cả đều hàng lẻ mẫu. Và những cái hàng này đã bán qua hết rồi. Mấy chị nhớ là vô săn sale thôi. Chốt rồi, rồi bây giờ Dung lên nha. Dung lên cho mọi người, hàng bom tặng nha mọi người. Đây nè, cái này là màu xanh. Ai lấy màu xanh thì mọi người comment giúp em là màu xanh. Màu xanh đẹp quá. Rồi, xanh với đen của Khánh Hà. Ok, Nguyên Nguyên có rồi. Bà mua hàng được chứ? Đâu sao tự dưng hỏi có mua hàng được không? Oanh mua bình thường đi Oanh. Khùng hả? Sao tự dưng hỏi có mua hàng được không vậy? Chỉ có trách giận với em đâu. Còn đen không? Hết đen rồi em ơi. Còn đen không vậy? Đen cho Nguyễn Gia Hân. Rồi vô tương tác chia sẻ để nhận hàng nha. Cái này có 120 à. Rồi hết đen, em còn 3 cái này nữa là hết sạch luôn. Còn hồng đậm với hồng nhạt với màu xanh. Khùng quá nhỏ này. Mua đi trời, chị đâu có làm gì đâu mà em hỏi chị giống như kiểu là chị giận em là chị gì vậy? Người ta bom 3-4 đơn chị vẫn cho bình thường. Em cả đời không bom mới hoàn về có đơn làm gì ghê vậy? Cái xanh chỗ anh nè. Trời ơi khổ quá. Rồi comment giúp em nhá, màu hồng nhạt, màu xanh của Hương Bùi. Rồi vô chia sẻ mảnh tay nha mọi người ơi, vô chia sẻ mảnh tay giùm em. Cái này là màu hồng. Cái này là màu hồng đậm với hồng nhạt. Hồng đậm với hồng nhạt giùm em. Rồi còn một hồng đậm với hồng nhạt nữa là hết. Ai lấy thì ghi giùm em nha, hết rồi đó. Á, hồng đậm này siêu đẹp luôn mấy bà. Hồng nhạt cũng bao cưng. Cái này là dạng hồng nu á, hồng nu á mọi người. Rồi bây giờ nhá, lên hồng đậm của Hương Bùi. Mấy bà kéo cho tôi lên 300 đi này, 265 luôn rồi. Lê Thảo Lê lên địa chỉ. Ráng kéo lên 300 đi cho tôi tặng mấy bà. Nói chung á, là mọi người á, bạn nên có rồi á, bạn nên có rồi. Nên là mọi người ráng giùm em tương tác chia sẻ nha. Nói chung là kêu mọi người lên đông vậy thôi chứ hàng lẻ mẫu chứ không có hàng mới. Cho em xem baby doll dây hồng. Cho em xem đầm baby doll 2 dây hồng với chị. Ủa nhà mình đâu có đầm baby doll 2 dây hồng đâu ta. Bây giờ chị cứ xách ngố nó cho em. Lâu lâu hả? À không, cái đầm màu xanh mà hôm qua em kêu là xanh ấy á. Đó, cái đầm đó đó. Không, lấy có màu hồng nữa chị. Lấy màu hồng giùm em đi. Hồng. Rồi vô chia sẻ đồ chị xíu bé yêu ơi. Đây, cái set này cho em lên 300 đi mọi người. Thiệt á, cho em lên 300 đi. Ráng ấn nút chia sẻ cho em lên 300 đi. Mình săn hàng giá rẻ mà mình săn hàng bom mà. Xả vía bom lúc nào cũng xả rẻ hết á. Ráng kéo lên giùm em tí xíu nha. Biết chỗ nào vào lấy cho bà đi. Bà đâu có sẵn kho đâu và biết chỗ nào bà lấy. Cho Ngân ngon quần tới sáng luôn á. Cảm ơn chị Huỳnh Nguyên nha. Ủa chị Thảo Lê chốt cái gì vậy? Thảo Lê là chốt hồng nhạt á, đầm hồng nhạt á em, Thảo Lê á. Ok chị Thảo Lê này có rồi.
Rồi, tương tác chia sẻ giùm em nha. Đây, cái set này là em không còn một set nào trong kho luôn. Nhưng mà khách bom đúng một set duy nhất. Đây, cái mẫu này. Đây nha mọi người. Có. Không, cái đầm màu hồng em vừa mới về hôm bữa mà tối vừa còn treo đây mà mấy đứa nhớ không? Đầm 120 đó. Sao mà hết được? Đây hàng số lượng hoặc là nó chất bên áo rồi. Hoặc nó chất bên phía áo á, hoặc là bên hàng số lượng á. Rồi, cái này em bán tặng nha. Em bán tặng trên like, chị nào comment nhanh nhất 39k giùm em. 170.000 lận á. 175 chứ lộn. 39k giùm em. Má ơi. 39k nó đó. Để bên này cho ấy đi đi. 39k nhớ nha. 3 lần vào hội nhóm. Một lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai nha. Váy đang mặc còn cái đúng không? Luôn ơi. Còn một cái xanh em đang mặc. Set 39k giùm em. Em nói thật đó mọi người. Má ơi, hỏi nó bom lên luôn này. Má ơi, cái đầm này thề với lòng luôn á. Để cái màu hồng mặc luôn, ghét. Tức à. Hàng không có mà bán đi bom rung la hết đó mọi người. Wow á. Rồi, trắng 39k của... Trời ơi, má ơi, cái comment nó nhảy kìa mẹ, bà mẹ ơi. Thùy Trang đuôi 521. Thùy Trang đuôi 521. Nhớ là những cái đợt nào mà đã có đơn á, ví dụ như mà mua hàng 39k hoặc là mà hàng trên bom á, mọi người miễn sao cái đơn hàng của người tên trên 80.000 dùm em để đi đơn nha. Rồi, má ơi cái này đẹp quá. Nhưng mà cái này nó bị lỗi rồi mọi người ơi, cái này bị lỗi rồi. Này đẹp để mặc luôn đi. Có cái bị lỗi rồi mọi người. Má ơi. Thuê bao không hả? Má nãy giờ cọc 4 bịch đầu tiên là 4 bịch thuê bao hết luôn á. Rồi mấy chị mua hàng, mấy chị làm ơn đừng có để thuê bao mọi người ơi. Thuê bao không à. Rồi áo dùm em. Áo bán tặng mấy chị 29k dùm em. Comment giúp em áo nha. Màu vàng. Ôi thôi ôi, cái áo này là đúng chuẩn hàng xịn dùm em nhá. Nó không phải hàng giá rẻ may lên đâu. Đó. Cái vải này nó không phải là như vải thun em hay bán cho mấy chị đâu nha mọi người. Cái này là em nói trước hàng rất là xịn. Màu cam với màu hồng 29k dùm em. Comment giúp em là cam với hồng 29k dùm em. 29k nhớ kèm màu nha mọi người ơi. Kèm màu dùm em. Úi trời ơi. Ê tính đã hôm bữa chị nhớ là cái, đợ, cái cục này đưa ra có 7 cái thôi mà. Sao bom lại tới 3 cái kinh vậy? Mấy cái con này não, mấy cái con này nó mua hàng não nó bị gì á. Thiệt á. Một khi mà tức á mọi người. Áo cho chị Sushi. Ô chị Sushi kèm màu giùm em. Cam cho bà... Đâu rồi trời. Hồng cho Thủy Tiên. Bưng kè. Rồi còn một cái cam sao không thấy ai comment cam vậy? Loan 29k cam của Tâm Phạm. Rồi tiếp tục. Em thấy mọi người em không có hàng bán. Em đang may lại cả beo rồi cả hàng rắn luôn á. Mọi người có nhớ cái này không? Cái này nó rất là xịn sò của nhà em luôn. Rồi mẫu này tương tác chia sẻ dùm em. Em bán tặng với chị 110.000 luôn. 110.000 luôn dùm em. Đây 110, em không nói điều luôn á, em chưa bao giờ xả cái đầm này hết. Chưa bao giờ xả cái đầm này luôn. Tôi thề với bà cái đầm này mà tôi xả một lần nào tôi làm con với bà rất là xịn luôn. Đầm em mang hết rồi. Không còn cái nào. Rồi comment giúp em đầm beo nha, có đúng 3 cái bị bom này. Nói điều chết liền luôn á. Có đúng 3 cái bị bom 110. Lấy lẹ nha mấy chị ơi. Má ơi, bà em mặc hết, em hết sạch ạ. Bà em mặc đưa cho chị xách cầu vòng đi. Beo cho chị Ngọc Na Ve. Beo cho Phương Nhi. Và một beo nữa cho... Đâu rồi trời. Bác comment nó nhảy nhìn không kịp luôn á. Út Nguyễn, xếp cầu vòng á chị. Váy mặc hết rồi. À váy mặc còn hai cái chị Kiều lấy không? Đưa đây chị màu hồng đây. Màu hồng đâu? Đây chị. Váy mặc còn đúng hai cái. Ai lấy thì chốt đi là hết rồi đó. Hết sạch luôn rồi. Tương tác đi mọi người. Hôm nay em sale lỗ hết luôn nha mọi người. Nè váy mặc còn hai cái. Beo hết rồi, beo hết rồi. Nè chị Kiều có lấy thì lấy lẹ nha. Hết sạch luôn rồi đó. Còn màu hồng da với lại màu xanh thôi là hết. Á à, đẹp quá. Beo hết rồi mấy chị ơi. Hả? Còn một beo hả? Ủa chị bấm ra 3 phiếu rồi mà. Thương Nhi beo 110.
Trời ơi, tới con nào đây nữa trời. Má ơi, cái đầm này em nói thật em không về lại luôn đó mọi người. Đang mặc màu xanh của Thảo Tây, hồng da của Phạm Chi rồi hết luôn. Đầm á. Nè, em không có về lại luôn á mà bị bom hai cái, xe mọi người 110 luôn. Đưa cho chị cái bọc luôn. Cái này là chuẩn nguyên siêu hàng Quảng Châu cho mấy bà luôn, sale luôn cho mọi người. 149.000 hết rồi mấy chị ơi, đầm đang mặc em hết sạch. Hết luôn rồi chị Kiều ơi, ê còn cái nào không vậy? Không, cái đầm này hôm qua chị nhớ là chị về 3-4 ri mà hết sạch luôn hả? Không có nào luôn hả? Thằng xanh luôn hả? Thôi má. Nè, chuẩn Quảng Châu dùm em, đen với xanh dùm em nhá, 110. Hai cái áo thun cam hết rồi em ơi, đâu còn đâu. Rồi đầm 110 kèm màu dùm chị Hương ơi. Hương ơi, comment màu như mấy bà. Cái này có màu mà, sale lỗ á. Tương tác đi mọi người, hôm nay em sale chơi lớn với mọi người luôn. Em không có tiếc cái gì đâu. Sale bo mà đen của Thanh Tuyền. Mai Thương lấy cái màu gì em ơi? Comment giúp em màu đi mấy chị. Đầm em mặc hết sạch, đầm em mặc hết sạch không còn đâu. Cái này comment màu dùm em. Còn một hồng với một hai xanh thôi là hết. Màu hồng cho Mai Thương rồi hết luôn nha. Còn một cái xanh này, xanh cho Võ Thị Kim Chi. Thảo Thu lên số điện thoại địa chỉ còn cái xanh á. Rồi, tiếp tục. Ừ, ngố. Đây, 79.000, 140 tri ân bom 79.000 luôn. Riêng cái set này mà Dung lúc đầu về Dung bán mà Dung không bán 79.000, Dung mất lọc luôn đó mọi người. Nè, nguyên cả cái set này là 140.000 xả 79.000 hộ em nhá. Chốt hàng lên số điện thoại với địa chỉ hộ em nha mọi người. Lên một dòng em nhận hàng rồi. Ok em yêu nhá, đây, set ngố dùm em 79k. Set ngố 79k, sale lỗ cho mấy chị 79k luôn. Ngố. Ngố cho Mai Thương này. Ngố cho Mai Thương, bỏ cái này ra đi em ơi. Ngố cho Hành Quyên 79k, Trần Hà ngố. Hết rồi, đầm em mặc hết rồi, Huỳnh Quyên ngố. Em sale lỗ nha. Còn body kẻ sọc. Ê, nhà mình làm gì có body kẻ sọc mà sáng giờ xỉ cũng hỏi rồi. Lẻ cũng hỏi, hôm qua nhà mình đâu body kẻ sọc đâu có ra. Thanh nỉ. Không. Thanh nỉ ngố đen cho Quỳnh Như. Có set ngố đen thôi, đưa ngố đen cho Quỳnh Như đây. À có hai set ngố đen này. Quỳnh Như có một cái rồi, ai lấy nó ghi nha. Ngố xám với ngố đen á. Ngố bao nhiêu ký cũng vô được hết đó mấy chị. Rồi còn một ngố xám với ngố đen, ai lấy thì chốt luôn nha, 79.000. Set ngố mấy chị kèm màu lại giùm em. Bạn nào mà chốt set ngố không thì bấm cho mấy chị màu xám nha. Tại em lên màu xám đầu á. Đen còn cái, Đằng Thị Thủy rồi hết hay sao? Hết đúng không? Ngố xám của Thiên Kỳ hết chưa? Trời ơi, chưa, em đã like đâu mà vô trễ, mới được có 3 mẫu à. Hết rồi mấy chị ơi. Em lưu địa chỉ của chị Thảo Thu nha, tí nữa chốt cái gì khỏi phải lên. Em còn một ngố hồng cuối cùng. Hết luôn rồi mọi người ơi, 79k. Hôm nay là cho sạch kho luôn đó mọi người. Rồi cái này comment hộ em Dung nha, nhớ là tương tác chia sẻ để thấy được comment nha. Bà Hà Nguyễn không nhớ rồi, chắc có bà Hà ơi. Còn một set màu hồng duy nhất 79k. Cái này là hàng 140 á. Em là nói là xả bom là chơi lớn hết luôn. Rồi Uyên này, ngố hồng rồi hết sạch. Rồi set cầu vòng. Set cầu vòng đầm em mặc hết rồi mọi người ơi, set cầu vòng nha. Các chị cái set cầu vòng. Ai lấy thì vô lẻ cho mọi người ơi, chứ hàng không có số lượng đâu mọi người. Nhớ là tương tác để thấy được cái comment nha. Tương tác để thấy được cái comment nha mấy chị ơi. Nè của ai? Đây. Trời nè, bom nè, mấy chị thấy khách nhà em bom áo khoác không? Em nói thật với mọi người, cái này là hàng bom sáng nhân viên đưa cho em á. Trời ơi, nguyên bom nguyên siêu luôn. Em ngủ hết rồi, mấy bà comment gì kinh vậy? Có xào con rin. Trời ơi, tương tác đi. Em chơi lớn với mấy chị luôn. Chơi lớn với mấy chị luôn rồi. Cái set này 145.000. Em xem với mấy chị ở trên line này luôn ha. 119.000 có mấy set à? Ai lấy thì ghi dùm em, set cầu vòng cho Út Nguyễn nè. Tu ngủ đấy hả anh? Dạ. Ờ chị ấy vô đập cửa kêu tung cái chị. Nè ai lấy set cầu vòng xem 119.000 hộ em nha. Ai lấy thì chốt. Ê màu hồng đâu? Có chị màu hồng. Hết cầu vòng hết hả? Ê còn cái set cầu vòng ai lấy ghi dùm em nha. Set cầu vòng của chị Linh Thương, Thùy Vi.
Set này không đẹp mọi người nè. Thúy Tâm nè, set này chị nhận rồi rất là đẹp. Set này đẹp lắm. Cái này là đúng hàng Quảng Châu cho mọi người luôn á. Nè, vải này là rất là xịn luôn. Trời ơi, em mấy bà cứ kêu body kẻ sọc. Em không biết body kẻ sọc là cái body gì luôn ấy. Mà tối khách cũng khách xỉ cũng hỏi, mà khách lẻ cũng hỏi. Áo khoác đâu mấy bà? Từ giờ gì mà áo khoác, mấy chị comment liên liền em đã lên áo khoác đâu. Linh Thương có set cầu vồng chưa ta? Ai lấy set cầu vồng lên số điện thoại địa chỉ. Quỳnh Quỳnh lên địa chỉ giùm em. Đưa màu cho chị đi. Có màu hồng á mọi người. Ai lấy cái giùm em. Áo khoác đợi xíu nha mọi người nha. Đợi em tí xíu. Em like liên tục với mọi người. Ráng giùm em, ráng giùm em, đợi tí xíu. Body à, cái body chữ mà tối mình sale 95 á. Ủa sao mấy bà tối không vô vậy? Chắc hết hàng rồi hay sao á? Từ từ. Nè, set cầu vòng. Em còn màu em mặc là màu đen đấy. Cái này màu hồng. Má ơi, hẹn gì mà sáng giờ ai cũng hỏi cái đầm đó luôn á. Sao lúc tối mấy bà không vô vậy? Đây, cái này ai lấy ghi giùm em là set cầu vòng giùm em. Hồng của chị Hoàng Anh. Hồng là cái màu em mặc là màu đen. Cái màu em mặc là màu đen, còn cái này là màu hồng. Em ra nói với anh đi. Chứ mất công đứng đòi thử nghiệp không á. Vòng đen của chị Quỳnh Quỳnh. Cái này em sale có 119.000 thôi. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Đây, em hỏi cái này đúng không? Tôi nói mấy bà, cái đầm này là đầm siêu phẩm luôn á. Đầm siêu phẩm luôn. Chúng phải là đầm rẻ đâu. Hôm bữa là 139.000. Đây, lúc tối tôi bán tặng với bà có 95 hả? Má ơi, sọc với lại là chữ có hai màu thôi. Sọc với chữ mà còn hai cả ba cái à. Sọc với chữ giùm em nha. Cái form này là hàng siêu xịn nha mọi người. Quỳnh Quỳnh có rồi, cầu vòng hồng của chị Huyền Nguyễn. Cái này ai lấy thì mọi người lấy lẹ nha. Tại vì em nghĩ là sao sáng xỉ cũng hỏi mà lên like ai cũng hỏi cái đầm body em không biết. Không hình dung ra được luôn á. Nè, cái đầm body nhiều người hỏi, cái này là hàng chuẩn luôn. Gì ba cái bà? Body sọc của Phương Thái. Sọc là cái này nè. Cái này là cái chữ. Đầm chữ của bé Tèo. Đầm chữ của bé Tèo, sọc của Uyên Uyên. Chữ của Heo Nhi. Sọc của An An. Ủa gì đầm ba cái, bà Thảo Thu khách sĩ là lẻ do chốt lung lại. Lẽ một cái nha Thùy Nhung, đầm sọc á, Thùy Nhung là đầm sọc. Heo Nhi có rồi, đầm chữ của Thảo Thu. Mấy bà ơi, chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ mã chốt một dòng nha. Chữ của chị Oanh Lê. Rồi em còn mấy cái, ba cái nữa là hết luôn. Anh Lê có rồi chị ơi. Thêm một cái sọc cho Thảo Thu này. Thảo Thu này có chữ rồi á. Set chị đang mang là cái set cầu vòng hot đó. Mà còn nó mấy set à. Đầm chữ của chị Tâm Bích. Đây, cái này là sọc này mọi người. Mắc cái đầm này. Trời ơi, em sale lỗ mọi người chứ không có giá này đâu. Dạ em thấy chị Nhi. Chị lượn giùm em nha. Chị về miền Tây lo mà đi chơi đi. Về miền Tây còn lên đây hóng hết nữa. Đầm sọc của Quỳnh em. Ủa trời ơi, mấy chị xì mấy chị phải đi cọc chứ. Sao mấy chị xì mà mấy chị. Còn cái gì chị? Xì mà không cọc sao mà vô lửa được. Còn sọc không? Còn một cái chữ thôi, hết sọc luôn rồi. Còn cái chữ thôi, ai lấy chữ thì ghi nha. Má cái đầm này lên form á. Mấy bà không tin mấy bà lướt lại cái like lúc tối đi. Tôi có like cho mấy bà lúc tối á. Quá đỉnh luôn á thiệt. Chia sẻ đi mấy bà, càng chia sẻ tôi còn bán lẻ, hứa danh dự. Càng chia sẻ tôi còn bán rẻ cho mấy bà, hứa danh dự luôn. Tôi không có bao giờ. Chị ơi, cọc rồi mới lựa nha, không em không cho bấm cho chị nữa đâu. Cọc rồi mới lựa nha. Trời ơi, vô lựa hàng sale mà mấy chị xỉu á. Chữ của Mỹ Duyên nè, Nguyễn thì Mỹ Duyên chữ. Rồi còn một cái chữ cuối. Ai lấy chữ nữa thì comment giúp em là chữ. Duyên Nguyễn lên địa chỉ set này em sale à. Móc lên cho chị đi đằng. Đằng đầm sọc em hết rồi. Xét chị mặc xe còn 119, 145 xe còn 119. Cái này là hàng Quảng Châu nha. Chữ của Hồng My rồi hết. Rồi comment giúp em nha mọi người. Cái này mọi người nhớ là tương tác khổ em. Chứ em nói thật, hàng nó có ít lắm, với là hàng sale lỗ á. Hết rồi mấy chị ơi. Nè, cái đầm em mặc, cái xe này mặc còn 2 set. Linh Thương có đầm, có set cầu vòng rồi. Cái này là mọi người chốt ở trên live em mới giảm giá sale cho mọi người. Chứ hàng này em không có về lại, cho nên em không có giữ giá sale cho mọi người nha. Set đang mặc của Nguyễn Tú Hảo. Màu em mặc là màu đen và cái này là màu hồng. Đen với hồng giùm em. Nhớ giùm em nha.
Duyên chỉ có địa chỉ rồi. Nhớ là hai màu hồng với đen giùm em. Comment đúng giùm em thì mới có đơn nha mọi người nha. Rồi tiếp tục. Set yếm sale lỗ cho mọi người hả? Đây, cái set yếm này là hàng 155.000. Xả bom như mấy chị. Xả bom mấy chị 110 luôn. Riêng cái set này em không có lời mọi người luôn á. Nè. Em bán 155.000 đó. Nhìn cái quần này. Có đúng một set màu vàng với một set màu hồng thôi. Comment giúp em là set yếm nha, một vàng với một hồng duy nhất. Có đúng hai set thôi, vàng với hồng. Set yếm nha mọi người, vàng với hồng giùm em. Nhớ giùm em nha, yếm kèm màu vàng với hồng. Rồi lên áo khoác đêm ơi. Vàng với hồng, vàng với hồng. Ờ. Vàng với hồng, để ý điện thoại có người gọi điện gọi lấy hàng ấy. Dương Thi kèm màu em ơi, kèm màu với chị. Vàng của Dương Thi, rồi hết vàng. Còn cái hồng này. Cái yếm này là hàng xuất sắc luôn nha mọi người nhá. Hàng siêu siêu xịn luôn, mọi người nhìn hàng giùm em này. Xịn không? Bao đẹp luôn á. Rồi vàng với hồng giùm em nhá. Thảo Nguyên với hồng Ngọc Nguyễn thì lên địa chỉ giùm em. Mọi người chốt hàng khách mới làm ơn ghi đầy đủ thông tin giùm em đi mọi người. Má ơi, búp bê rì. Thế đang mặc là em đang xem 110.000 à 119.000 đó chị. Đang xem 119.000. Xe đang mặc rồi, đầm bút Paris. Đầm bút Paris bán tặng với chị 129.000 luôn. Có cái à. Hết rồi. Hồng của Dương Thi. Rồi còn một cái hồng á. Ai lấy hồng nữa thì ghi là em là hồng nha. Cái này mọi người comment hộ em đi mọi người. Còn có một cái à. Này bị bom á. Yếm hồng của Thảo Nguyên. Ủa, yếm hồng còn không? Còn chị ơi. Hồng Ngọc Nguyễn thì là lấy cái gì á. Yếm hồng. Xét đang mặc bao nhiêu ký cũng vô hết á tình yêu ơi. Ráng tương tác giùm em đi. Đầm bút Paris này. Xét hồng của Uyên Uyên. Đầm bút Paris này đẹp lắm luôn á. Thiệt á mọi người. Quá đẹp luôn, hàng xịn á. Có một cái à. Minh Minh đầm bút Paris giùm em. Rồi áo khoác. Tương tác chia sẻ đi. Bán tặng cho mọi người áo khoác 75.000 luôn. Đây. Màu xám. Cái này mỗi màu một cái của khách bom thôi nha. Cái này một màu một cái của khách bom thôi. Nên mấy chị ráng giùm em nha. Comment giúp em là xám. Xám 79.000. Xanh đen 79.000. Em dơ mẫu quá. Tại vì khách bom nha, mỗi mẫu có cái nó tùm lum hết á. Rồi comment hộ em nha. Xanh đen xám 79.000. Rồi cái này là màu môn giùm em. Nè. Xỉu chưa, sửa địa chỉ cho Thanh Thúy này. Rồi cái này ghi giùm em nha. Áo khoác xanh đen của Đại Sĩ Lê gì nè. Rồi cái này là màu môn giùm em, màu xám môn. Xám môn, hết xanh đen rồi, mỗi màu có một cái thôi. Cái này là màu xám đậm. Cái này là xám đậm. Xám màu Ngọc Yến, cái này là xám đậm nè. Cái này comment giúp em là xám đậm. Xanh đen còn không? Cái trên bọc em của là gì vậy? Còn xám đậm môn của Minh Nguyễn bưng kè. Minh Nguyễn là bưng kè. Rồi cái này là màu đỏ cam giùm em, đỏ cam. Xám đậm cho Dương Thi. Rồi cái này là đỏ cam giùm em. Hết rồi mấy chị ơi, mẫu có cái à. Rồi cái này là màu đỏ đô. 79.000 em sale lỗ mọi người. Rồi cái này là 79.000. Cái này là đỏ đô giùm em. Xám đậm hết rồi, đỏ cam của Hồng Ngọc Nguyễn Thị. Rồi cái này là màu cam sữa. Má cái màu này đẹp lắm luôn á. Cam sữa hộ em nha. Cam sữa, cam sữa. Comment giúp em là cam sữa giùm em. Cam sữa nha mọi người. Mỗi màu có một cái, mấy bà ơi mấy bà thông cảm đi. Rồi cái này là màu rêu. Đỏ đô của Lan Thái. Nhớ chốt hai sản phẩm đi hàng nha mấy bà. Đỏ cam, đỏ cam. Cái đỏ đô là kìa. Cam sữa của Xúc Nguyễn. Cam sữa hết rồi đúng không? Rồi xanh rêu. Rồi cái này là màu hồng. Màu hồng. Hết rồi mấy chị ơi, hết rồi, hết rồi. Hết sạch rồi mấy chị. Mỗi màu có cái, có màu đen đúng không? Đưa chị cái màu đen đi. Hết đỏ đô luôn rồi. Rêu của Dương Thi. Cái này chị cầm lấy gì ta? Hồng. Hết cam sữa. Còn đen không? Còn một cái màu hồng nè. Hồng cho chị Nguyễn Thị Kim Lĩnh. Nguyễn Thị Kim Lĩnh nha, có hồng. Rồi còn cái đen cuối cùng. Có dư cái gì không? Đỏ đô có người lấy. Không có sót màu nào, không có người lấy luôn á. Đủ đấy nha. Hết rồi mấy chị ơi, còn cái màu đen duy nhất. Má ơi nó đẹp. Cái đen này là Adidas luôn nè mọi người.
đen. Đen đen nha mọi người ơi. Đen cho Quỳnh. Bé Huyền đen. Ủa còn đen không vậy? Mở ra dùng chị nào. Bé Kem Cute đen, hết hồng hết đỏ đô. Uyên Lê đen. Uyên Lê đen. Ủa mấy bà ơi, mấy bà vút ra đen cho tôi chứ, mấy bà ơi. Coi còn đen không? Mấy phiếu rồi. Ba cái đen nữa chị. Vút ba cái đen ra. Rồi còn cái đen cuối cùng. Còn hả, đúng không? Đen còn này mấy chị ơi, ai lấy đen thì chốt qua đen đi nhá, hết hàng rồi mọi người ơi. Đen của Huyền Nguyễn, chị Huyền Nguyễn có đen ạ. Má. Rồi xếp caro đây. Má sao mỗi lần mà like hết những cái mẫu hot, ôi là hot em like hết rồi nó cứ lòi ra. Tức có mọi người thiệt á, em quạo á. Em quạo em chửi mọi người ráng chịu nha. Em nói thật á, đen của Trang Như. Còn một đen nữa là hết, xếp chị mặc màu hồng của chị Hằng Mai. Trời ơi. Nè cái này khỏi nói đi mấy chị ha. Để tặng mấy chị 119.000. Cái này về hàng lại cũng không bán giá rẻ hơn nha mọi người. Mà hay như là kiệt hàng luôn rồi đó. Không còn hàng đâu. Má chưa lên. Set đang mặc của chị Bella. Set caro này sale mọi người 110.000. Cái này là xả vía nha. Mấy bà không có được nảnh tỉ nha. Cái like hôm nay là em xả vía hết á. Ráng tương tác nha mọi người. Quỳnh Như set caro còn một set cuối cùng. Set caro giùm em. Còn một set á. Hồng Ngọc Nguyễn Thị rồi hết. Má ơi cái đầm này là đầm đỉnh nhất này mọi người. Set em mặc ai lấy nữa không? Bộ đang mặc em đang xe 120 á. Bộ đang mặc đang xe 120 ai lấy nữa không là hết rồi đó, còn có 3 4 bộ thôi nè. Xe đang mặc á là hàng Quảng Châu 100% luôn. Đây. Này mọi người nhìn hàng giùm em. Riêng cái hàng này nói không với hàng rẻ nha mọi người nha. Cái vải mọi người biết hàng xịn luôn rồi. Set này em xe mọi người 119.000 hết rồi nha mọi người, còn có mấy set à? Xỉ cọc 1 triệu chị ơi, cọc 200 chị lừa lẻ thôi nha. Rồi cái này comment giúp em nha. Set cầu vòng kèm màu giùm em. Có hai màu là màu hồng với lại là màu đen em đang mặc. Rồi hết nha mọi người. Cái đầm này ai lấy thì quất lẹ, hết sạch luôn. Đầm này em sale lỗ cho mấy chị 99k luôn. Hứa cho anh Dự là sale lỗ luôn á. Đôi màu trắng với lại là đen. Body kèm màu giùm em, trắng với đen. Má ơi cái đầm hề luôn á. Nè mấy bà có lấy thì ghi liền giùm tôi nha. Đó. Xe 99.000. Ai lấy ghi giùm em. Xe là bằng màu hồng của Cẩm Tú. Nguyễn Lê Phúc Khẩu là xe caro còn không? Hết hả? Hết mất tiêu rồi Phúc Khẩu ơi. Hết mất tiêu rồi. Ủa sao nãy giờ không thấy ta? Cái gì xe thì mặc ở đầm đen. Vì đầm đen 9599, đen trắng của Thảo Thu, đen của Thảo Nguyên, áo khoác không về lại. Set caro em hết rồi, đầm trắng của Hồng My. Set cầu vòng hồng của chị Huỳnh Trang. Cái này em sale còn 99 thôi, đầm trắng của Xuân Minh, Xuất Nguyễn. Kèm màu giùm em, trắng với đen. Comment giúp em là đen với trắng nha mọi người ơi, đen với trắng. Đen với trắng, đen với trắng. Đây, đen với trắng của em. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Ơi, má ơi. Chắc chết luôn á. Đen với trắng của em. Ai lấy thì ghi số lượng kèm màu giùm em nha. Có ít lắm luôn á.
Đen với trắng, comment giúp em màu nha mọi người, đợi em xíu 2 giây. Comment giúp em là màu đen với trắng. Đen của Thùy Vi. Đen của Thùy Vi, cô chủ nhỏ lên địa chỉ, Nga Nga lên địa chỉ. Nguyễn Thị Hồng Dương lên địa chỉ. Trời ơi, toàn mấy bà không lên địa chỉ không à. Trời ơi, mấy bà có lên địa chỉ đâu mà chốt. Lên số điện thoại địa chỉ mãi, chốt một dòng đầm đen của cô chủ nhỏ. Ok em. Hậu Hoàng lên địa chỉ. Nga Nga lên địa chỉ. Nguyễn Thị Hồng Dương lên địa chỉ. Đấy, mấy bà không ai lên địa chỉ luôn đó. Tôi không biết đường nào tôi mò mấy bà luôn á. Hai màu, đầm trắng, đầm đen của bà Nini Triệu. Hồng Vân Nguyễn là đầm trắng, đầm chỉ đang mặc, trắng của Quý Lăng. Một đen thì chị Su Su. Hết rồi đúng không? Còn mấy cái đúng không? Rồi ai lấy cái giùm em nhé. Mà màu đen, màu đen là mặc siêu siêu ấm luôn đó mọi người. Siêu siêu ốm. Má ơi, siêu siêu ấm. Siêu siêu ốm luôn đó mọi người. Má ơi, cái màu đen mặc lên chắc người còn có cái que luôn á. Đẹp lắm. Đen của chị Sương Huỳnh. Màu trắng là sang, màu đen cũng sang nhưng mà nó nhìn ốm người lắm. Nè, cái form của nó chuẩn nha, thắm là màu đen. Cái mặt có chưa chị Dung? Cái mặt còn hai hộp bom kìa, em có lấy thì lấy nha. Hết luôn rồi. Chuyển khoản đi chị Thùy Dung ơi. Chuyển khoản vào số tài khoản em ghi ở dưới 100k đi em mới chốt nha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đen 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 đen. Đầm trắng của chị Nga Nga. Chị Sung Nguyễn có rồi hả? Còn một cái trắng thôi đúng không? Hết luôn rồi hả? Hồng Dương là đầm đen rồi em, hết trắng nha. Em còn hai cái đen là hết. Còn cái trắng đúng không? Đen của Hoa Bi 99.000 nha em sale mọi người. Hậu Hoàng chốt cái gì á? Xét cầu vòng của Hậu Hoàng. Xét cầu vòng chị mặc á. Của Hậu Hoàng xét cầu vòng. Thấy tôi không bà? Thấy bà Triệu má nãy giờ chốt cho bà. Còn một màu đen với một màu trắng thôi là hết. Nhanh đi Phượng ơi, không comment là không có đâu. Hết rồi đó, sale à. 140.000 mà sale còn 99 thôi nè. Em còn đúng một hai đen với một trắng là hết. Còn đúng hai đen một trắng. Hai hộp, một hộp và đang trên 199 em ơi. Đen của Huyền Khương, đen của Nguyễn Phượng. Chốt cho bà Triệu, Nini Triệu cái đầm đen rồi má. Chốt cho ba rồi. Rồi còn một đen một trắng là hết luôn nha. Hết sạch luôn rồi đó. Rồi xét cầu vòng xả 99 luôn. Nói chung là hôm nay mọi người coi là mọi người lời lắm. Bỏ ra 1 triệu thôi mọi người mua mua mười mấy bộ mặc cả tháng. Rồi comment giúp em nha. Ủa, Fabi này có đầm gì rồi? Fabi sao nãy không thấy cái gì ta? Fabi này có màu gì rồi? Đầm đen của Hậu Hoàng. Rồi hết đúng không? Ủa Hoa Bi này có cái gì rồi em? Sao thấy không thấy comment vậy? Hoa Bi cái đầm trắng rồi hết này. Cái này nó không hiển thị ta. Rồi comment giúp em xét. Xét giùm em nha mọi người. Hậu Hoàng nãy là không phải đâu. Hậu Hoàng nãy xét cầu vòng á. Ừ. Có nhưng mà là xét cầu vòng. Rồi comment hộ em nha. Cái này em share cho mọi người 99.000. 165.000 á. Mà em xe 99.000 có hai màu xanh đúng duy nhất một màu một cái thôi. Màu xanh với màu hồng loang giùm em. Loang thể thao nha. Hết rồi đúng không? Cái đầm mặc hết rồi đúng không? Set kèm màu giùm em mấy người đẹp. Cái này là em xả trong bom á, có hai set này nè. Cái này là dập nổi luôn giùm em. Comment hộ em nha. Comment hộ em là màu gì ta? Màu xanh với màu hồng. Hồng của Linh Thùy, hai set xanh với hồng của Nguyễn Kim Tuyền rồi hết. Rồi còn một xanh. Hết sạch luôn rồi mọi người ơi. Đầm chỉ bận hết luôn. Em có thể hiểu. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Em còn một set xanh duy nhất à. Còn một set xanh duy nhất. Ai lấy xanh comment giúp em là xanh nhá. Hết rồi hết rồi. Xanh của Tùng Huỳnh rồi hết. Rồi set này đem. Cái này mới là đẹp nữa này. Cái này sale cho mấy bà 110.000 không lỗ, không lấy tiền luôn. Cái set này mà ai mà đã từng nha, đã từng mua set ngố là sẽ biết 140.000. Hết rồi mấy chị ơi. Hàng số lượng lắm mọi người, nó không phải hàng. Cái này đem sale kho mà có ít lắm. Nè, ai mà đã từng mua cái set này rồi, từng mua rồi và từng chiêm ngưỡng cái set ngố rồi thì mọi người sẽ biết được cái set này em bán 165.000.
em share cho mọi người, đầm mặc hết rồi. Rồi tới khi bà chuyển khoản hết cái đầm đó luôn rồi. Màu kem với lại là màu nu kem có còn xếp. Ê, đây trong cái bọc này có này. Trong cái bọc kem này này, có cái màu này này chị. Cái bọc kem đây đó. Lúc đó em thấy 2 set đi của khách chị vừa xả ra đó. Có 2 set màu kem thôi. Cái này em sale cho mọi người trên line 110.000 thôi, em sale lỗ luôn á. Ai lấy thì hết luôn rồi. Cái này là set dài chị yêu, không phải set ngố. Ngố em hết luôn rồi mọi người ơi. Cái này còn set dài và sale 110.000. Màu nu của Hoàng Anh. Màu nu của Hồng Ngọc Nguyễn. À vậy không phải, vậy không phải. Phải không? Không, có chữ ở trước. Không phải, không phải. Đưa 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 vút sang cho nó đi, tí nữa em like sao. Rồi em còn một đầm chị mặc hết rồi, set nu của Linh Thùy. Ba set nu á, vậy là hết rồi đó. Còn một set kem thôi. Còn một kem, còn một kem, còn một kem là hết. Kem của Tâm Bích. Không phải là ngố, dài. Tâm Bích comment lại. Nu của Uyên Lê. Cái này là kem. Hết kem hả? Rồi hết luôn. Còn cái nu hả? Nu của Tâm Bích. Rồi hết. Rồi cái đầm baby doll này, đầm em mặc hết rồi, hết rồi, hết rồi mấy chị ơi. Hết rồi. Mấy chị ơi, đáng tương tác chia sẻ của em Dung nha. Mỗi Thảo ơi, cái đầm này được theo bao nhiêu lũ, bao nhiêu đi trời. Đầm này không có 175, được theo bao nhiêu, cái này của ai? Má, đầm này mà em theo lũ chắc xỉ, nó chửi em chết mẹ em luôn đó mọi người. Đang bỏ xỉ 155 á. Em không nói điêu nha, có mấy bà sỉ làm chứng ở đây. Ai nhận cái đầm này vừa đi hàng hôm trước là đang sỉ 155 á. Hết rồi mấy chị ơi. Đúng rồi, Uyên có một set á. Nè, em vừa để mấy bà sỉ mà nó bom 4 set, 4 đầm của em. Có hai cái màu đen với một cái, ba cái màu đen, một cái màu xanh thôi. Này hết rồi mọi người ơi. Rồi cái này em sale lỗ cho mấy chị 139.000 luôn. Đầm em bán lẻ là 175. Và cái này duy nhất một hàng Quảng Châu thôi nhá, không phải hàng Việt Nam này mọi người. Nhìn cái hàng dùm em, mạc dùm em này mọi người. Hàng mà có sai là mấy chị biết rồi đó. Hàng mà có sai là mấy chị biết hàng xịn rồi đó. Em nói không với hàng giá rẻ nha. Cái này là em sale lỗ cho mọi người luôn. Bà sỉ nào đang làm chứng là sỉ cái này 155, nói điêu mất lọc luôn á. Nhưng mà cái này em sale lỗ mọi người 140.000. Mấy bà sỉ đừng có chửi nha. Cái này là em nói trước á mọi người. Em coi còn cái nào không em. Đưa bẩn chị. Hết luôn hả? Có hai cái xanh thôi đúng không? Đen của Dương Thi, xanh của Xuân Minh Nguyễn, Quỳnh Mon xanh rồi hết. Rồi còn hai cái đen là hết rồi mấy chị ơi, hết rồi, hết rồi. Còn hai cái đen thôi. Còn hai cái đen. Ai lấy đen thì chốt nha. Rồi màu nào cũng đẹp hết đó mấy bà, thiệt á. Màu đen mặc cũng cưng xỉu luôn nè, chứ đâu phải màu đen không đẹp đâu. Còn đen thôi. Đen của Hoa Bi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Còn đen, còn đen. Hết rồi mấy chị ơi, em hết sạch luôn rồi. Hết sạch. Hết sạch. Dung Nguyễn lên địa chỉ. Hết rồi mấy chị ơi, đen của Bảo Yến, đen của Thu Hương Thu. Đen của Trinh Bi đây bà nội. Cho chị đầm đen của chị Đào. Em xem còn 140 à, chuẩn hàng Quảng Châu loại 1 luôn nhá. Nguyên cả hôm nay xả kho cho mấy chị yên tâm. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Em còn ba cái đen là hết luôn rồi á. Hết sạch nha mọi người. Cái này là chắc chắn là sẽ không về lại. Em mới dám sale như vậy. Má ơi chứ về lại chắc em sale này, chắc em bán nhà luôn á. Thì có mọi người. Cái mẫu này em lấy vô cao ơi là cao luôn á. Tại vì nhưng mà em bán rẻ người ta cả 100.000, 150.000 á. Đen của chị Dung Nguyễn. Rồi còn hai cái đen. Ai lấy đen nữa thì ghi giùm em là đen nha. Đen giùm em. Đen của Nguyễn Yên. Đen mặc nhìn baby doll nó nhìn nó cưng á mọi người, thiệt á. Đen nó rất là cưng luôn. Rồi ai lấy ghi giùm em. Má ơi, em có nghiệp với mấy chị Dung bé hay sao chị? Ngoại ghế Phương Tâm. Không vô đặt hàng. Rồi comment giúp em nha. Đen em còn hai cái đen, Thảo Nguyên đen. Em xem còn 140.000 thôi. Em còn hai cái đen nữa là hết. Sạch hàng, sạch xanh xanh luôn. Màu này nhiều hơn. Em còn hai cái đen rồi, em sale hàng thiết kế ở shop cho mấy chị luôn. Cái này là 100 nè. Cái này là chuẩn hàng thiết kế mà đưa cho chị một cái bọc đây. Bọc màu nâu cho nhìn thấy được cái bọc xịn. Riêng cái mẫu này, đầm baby doll đen của bà Bella, đưa cho em cả bọc cho chị. Nè,
Mọi nhìn hàng thiết kế này, cái bọc của nó này thấy không? Cái này là 155.000, em xe lỗ luôn. Thế bà bé kem cute vừa, cái này 60, 65, 70kg mang vừa thoải mái. Em còn hai cái đen á. Ai lấy đầm đen thì ghi nhá. Em qua cái đầm này mọi người đỉnh luôn. Em còn hai cái đen. Á ơi, cái đầm này mà mặc lên chắc xỉu quá. Thế bà không? Còn trong không chút. Sao luôn chị á chị? Sao luôn chị luôn. Cấp tóc cấp tóc. Rồi mẫu này dùm em. Cái này là mọi người tranh thủ nha. Em nói trước có ít lắm luôn đó nè. Trời ơi nè. Cái đầm này là em không có sale đâu. Tại vì cái này là hàng số với mọi người. Nhưng em không có sale. Máy đẹp quá. Nhưng mà hôm nay em sẽ chơi lớn với mọi người luôn. Ráng tương tác chia sẻ hộ em đi mọi người ơi. Lâu lâu mới có bữa em sale rẻ. Ráng tương tác hộ em đi. Đầm đen của Cẩm Tú. Rồi mẫu này dùm em. Comment giúp em là mã này là khác nha. Comment kèm giá tiền. Không mà lộn á. Rồi đầm này là 159.000. Em share cho mọi người hôm nay còn có 115.000 luôn. Màu nâu với lại cái này là hàng thiết kế nha mọi người. Màu nâu với màu đen. Nâu với đen giùm em nè. Và những cái hàng của em từ 55kg đổ xuống mới mang vừa thôi nha. Em hơi ôm tí xíu nha. Nên em bóp tí xíu đằng sau mà cũng đẹp. Bóp có tí xíu à. Nè, cái này là hàng thiết kế giùm em, không phải hàng giá rẻ. Nhưng mà em xem 115.000 luôn. Màu đen với màu nâu. Má ơi, em không dám mặc màu nâu luôn đó mọi người. Màu nâu có 3-4 cái à nè. Hàng, nhìn hàng thiết kế của em này. Má ơi, nó đẹp quá. Xem 115.000. Ai lấy thì chốt giùm em nhá. Nâu của Hồng Ngọc Nguyễn Thị. Đen của bà Ni Triều. Đen của Phương Tâm. Hồng Ngọc Nguyễn đi cọc luôn giùm em này. Đen của Trang Như. Bé Hương đen. Chị Sương Huỳnh đen. Co giãn nhẹ, Thùy Trang đen. Đen của Lan Nguyễn. Đen với nâu thôi nha mấy chị nha. Em mặc qua màu nâu, hết đen rồi sao. Thêm nâu cho Nina Triệu. Đen cho Mon Còi. Hai đầm của chị Kenny Vũ. Rồi em qua nâu nha mấy chị nha. Nâu còn 3 cái nữa đem hết luôn. Theo 115 nha mọi người ơi. Cài chị đi. Nâu hai của chị Thảo Thu còn đen không em ơi? Đen cho chị Hậu Hoàng một cái đi. Đưa chị ấy kẹp đi. Từ từ mấy chị, từ từ. Má màu nâu đẹp lắm luôn á. Nâu của Anna Nguyễn. Chết rồi, đâu rồi trời. Đen hai cho chị Thảo Thu. Bích Hạnh màu đen sale 115.000. Lấy lại đi. Má ơi không dám mặc màu nâu luôn á trời. Á nâu đẹp quá. Nâu bao tây luôn á. Trời ơi ai không thêm nâu là hối hận đó mọi người. Bà Nini Tiểu có rồi. Hết bà nhân viên điện thoại chốt để đi đơn luôn được không? Dạ tình yêu ơi em phải mai mới chốt đơn nha. Hôm nay dành một ngày live thôi. Đen của Lan Phương. Đen của Nai Anh Ngọc. Nâu của chị Nga Nga. Đen của Lan Võ. Nâu của Phương Nhi. Hết đen. Thêm nâu của Lan Nguyễn. 52kg vừa thoải mái chị. Nâu của Hoa Bi. Mấy chị nào không lên địa chỉ không có bấm ra đơn được mấy người đẹp ơi. Quá trời mong ra đơn. Nâu của chị Xúc Nguyễn. Xúc Nguyễn có nâu. Xúc Nguyễn nâu. Hết đen, hết đen. Hết đen mấy người đẹp. Hết đen rồi. Em hết đen sạch rồi nha. Em còn nâu thôi. Em còn nâu thôi là hết luôn. Má nó đẹp kinh khủng luôn á. Đầm trắng em hết sạch. Trần Thảo Quyên lên địa chỉ. Kiều My lên địa chỉ giùm em. Em còn nâu thôi. Đầm trắng nơi. Tí nữa em coi còn cái nào không chứ hết sạch luôn rồi mọi người ơi. Hết sạch, hết sạch. Nâu của Thủy Bích. Hết đen luôn rồi bà ơi. Để coi còn đen. Nâu của cô chủ nhỏ. Nâu của Diệu Linh.
phát cái đầm thiết kế đẹp ha. Em còn hai cái nâu nữa là hết, hết sạch luôn mọi người, còn đúng hai cái duy nhất. Còn đúng hai cái duy nhất. Nâu của chị Kim Ngoãn. Kim Ngoãn có nâu ạ, mọi người có nghe em đọc không ta? Kim Ngoãn có nâu nha. Rồi nó váy nâu đầu like. Chị OK Diệu Linh. Em hết đen rồi chị Hà Lê ơi. Em hết đen má ơi, cái đầm này mặc đi tiệc là sang lắm luôn đó mọi người. Thiệt sự ấy. Em hết đen rồi Kiều My ơi, còn mỗi nâu à. Ai lấy nâu thì đi nhá. Nâu ơi chị Chiên Chiên. Mắt sang quá mấy bà ơi. Nè, đầm 2 3 lớp như thế này em phải hàng giá rẻ đâu, hàng xịt lắm. Mà em sale 110 à. 115. Nâu của Heo Nhi. Rồi còn cái nâu em mặc hết sạch luôn. Còn một nâu em mặc thôi nha. Còn một nâu em mặc, nâu của Đoàn Kim rồi hết. Hết 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 mấy chị ơi. Áo trắng nó bị lỗi rồi em ơi. Chia sẻ lại hộ em đi mấy người đẹp. Kéo 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 bên này thì thằng ra nó ok ok chị Thảo Thu nha. Nâu của con không hết rồi mấy chị ơi. Bên này được rồi. Bên này được chưa? Cái đầm này lên là đánh nhau nha mọi người ơi. Ít lắm luôn á. Đây chị tự cột. Nè. Hát cái đầm này đẹp lắm. Đầm này 55kg lại mặc vừa nha. Nhưng mà em có ít lắm. Đầm này nó không có nhiều. Đầm này được màu 2 thôi. Sót lại 165.000. Đầm này nó hở lưng nha mọi người nha. Nó hở lưng như thế này. Đó. Nó hở lưng như thế này nè mọi người. Cái này có mút ngực luôn, có mút ngực dày cho mấy chị luôn, chuẩn hàng cao cấp xe 120 luôn. Đầm này em có đúng đủ màu, nhưng mà nó chỉ còn đúng mỗi màu hai cái. Màu em mặc là màu hồng ruốc. Nè, đầm lông nhá, hàng 165.000 em sale mọi người 120 thôi. Đây, cái này là màu xanh, màu kem với màu này. Em còn đúng có màu hai thôi, không nói điêu luôn á. Comment giúp em là màu sale có 120 à. Nếu ai mua cái hàng này lúc đầu giá của em rồi là biết, sẽ biết giá như thế nào nha. Đây, chuẩn hàng thiết kế 3XX luôn. Nhưng mà em xem mọi người có 120.000 thôi. Này ai lấy thì mọi người lấy nha. Cái này là hàng bao xịn. Đằng sau dây này dây có tăng đơ nha mọi người. Mọi người về tự tăng đơ giùm em. Màu kem của Linh Thương. Kem hồng với lại là xanh nha mọi người. Há ơi, nó đẹp lắm luôn đó mọi người. Nè mọi người nhìn cái chất. Đằng sau này nó có dây kéo này. Thấy không? Hàng rất là xịn. Màu kem của Nguyễn Gia Hân. Kem xanh với lại là màu... màu hồng em đang mặc. Ba màu nha mọi người nhá. Ai lấy thì comment giúp em là màu. Đẹp lắm. Cái đầm này nó có mút ngực. Mấy chị không có sợ nó bị hở ngực đâu, có hở gì đâu nè. Không có hở gì hết. Hở hay là không mọi người chỉnh cái tăng đơ đằng sau á. Đó nó sẽ lên nhá. Xanh của Kim Yến. Để chỉ miếng nước đi. Xanh của Kim Yến. Ba màu giùm em. Xanh, kem với lại màu hồng ruốc nha mọi người nhá. Xanh, kem với hồng ruốc. Comment giúp em là màu nha mọi người. Xanh kem với hồng ruốc giùm em. Chị ơi, set xanh 140 còn không chị? Hết rồi em ơi. Ủa đầm này đẹp mà không ai lấy. Đầm này đẹp lắm luôn đó mọi người. Ủa thấy cái form xịn không? Nè, form bao đẹp luôn á. Tầng 2-3 lớp luôn. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Qua mẫu lẻ nha mọi người ơi. Đây chị cái set dài cốt tông kia đi. Rồi xả set này 110. Đó, đây nè, đây nè, đây tay em. Rồi set này 110. Má ơi, xe này nó đẹp lắm luôn đó mọi người. Thiệt á. Xe này là siêu của đỉnh luôn á. Comment giúp em hồng của Thảo Thu. Nè, mấy bà nhìn hàng cho tôi nè.
nguyên một set thể thao, em còn đúng 2 set màu hồng thôi. À lỗi, còn set chữ X chứ, còn đúng 2 set màu kem thôi. Xả 110 nhá, 145.000 đó. Xe 110 giùm em. Cái này là hết hàng rồi mọi người ơi. Comment giúp em là set cam nhá. À, cái này đẹp lắm luôn á. Kem giùm em 110 y chang cái set lúc nãy luôn. Nhưng mà cái này là nó khác một cái logo chữ X thôi. Đằng sau nó có chữ X luôn. Cái set lúc này đằng trước chỉ có chữ thôi, đằng sau không có gì hết. Đó, ai lấy thì comment giúp em là set kem, form rộng dấu quần. Kem với nu gì cũng được hết á, nu của Dương Thi. Có 3 set thôi nha mọi người nha. Ai lấy thì ghi giùm em, xe 110 giùm em nha mọi người. À mệt quá. Nu với lại nu kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Ờ sao cũng lại đứng đơ vậy? Comment giùm em nha mọi người ơi. Trời ơi. Tới khi học cần không có xe giá này quay quạt em ơi. Comment giúp em nha, màu nu giùm em. Rồi, nu hoặc kem. Kem hộp Kiều Mi. Rồi thề mấy bà nãy mấy bà dành nhau set đó. Set này đẹp cũng xỉu thì không lấy, đằng sau nó có chữ luôn này. Rồi, nó nhìn được cái quạt rồi nó còn hỏi mình. Quay bên này nè ba. Quay nữa. Rồi. Đang mặc em xe 120. Rồi, comment giúp em nha mọi người ơi. Comment giúp em nha. Rồi, ai lấy thì ghi giùm em. Set kem giùm em nha. Trời má ơi. Rồi, đầm beo, sale 89.135, sale còn 89 nha, đầm beo cao cấp á, có 2 cái à. Này sale lẻ mẫu cho mọi người nha. Rồi, beo 2 giây giùm em. Comment giúp em là beo 2 giây. Beo 2 giây hộ em nha mọi người. Comment giúp em là beo nha mọi người, sale cho mọi người à. 89.000 có 2 cái à mọi người ơi. Beo 2 giây nha. Comment giúp em là beo 2 giây. Ai lấy thì ghi hộ em nha. Cần em đi mặc không? Tôi đi mặc cho mọi người đi nè. Cầm trên ghế hả, đợi xíu nha chị yêu ơi. Đợi xíu em cho coi nha. Beo 89k, ai lấy beo, beo 2 dây của Xúc Nguyễn. Rồi còn 2 cái. Cái này là beo 89k, cái này mọi người dây ngắn dây dài tùy mấy chị chỉnh nha. Về mấy chị không thích dây ấy thì mấy chị lấy cái kềm mấy chị bẻ ra một tí xíu mấy chị lắp vô. Cái này là dây xích nên mọi người tùy chỉnh được hết á. Này. Beo giùm em 2 lớp nha. Beo 2 dây. Comment giúp em là mã beo 2 dây. Này 89.000 thôi. Còn sơ mi búp ba rì thì không biết nữa. Cái gì vậy? Beo 2 dây giùm em. Cái này xinh lắm luôn á. Cái này với bản bầu mặc cũng đẹp nữa. Ai lấy thì ghi giùm em là beo 2 dây giùm em nhá. Này đầm 2 dây ở trên ghế. Beo 2 dây của bé Ngân. Đầm 2 dây em này còn có 3-4 cái à. Đầm này hết rồi mọi người ơi. Ai lấy ghi đầm 2 dây nhá. Đầm hồng. Đầm hồng với đầm xanh. Ai lấy beo nữa không? Em qua mẫu. Em qua mẫu nhanh lắm mọi người rắn. Chia sẻ giùm em đi cho có động lực like đi mấy nha. Em like nhanh lắm, hàng xả em like nhanh chứ không like gì gì mà lâu lắm mọi người ơi. Lâu hết mẫu đó. Tại nhiều mẫu á. Về 2 giây còn cái hay cột dây em ơi. Beo 2 dây của Ly Nguyễn. Đầm xanh 2 dây của Su Su. Đầm này là 145.000, em sale còn 120 nhá. Mai chốt đơn nha mấy chị ơi. Mai mới là ngày chốt đơn. Hả ơi, móng tay em xước cào cái đau ghế. Rồi comment giúp em này. Cái này em còn có 4 cái à, 5 cái à. Cái này ai lấy ở trên ai để mọi người 120 luôn. Comment giúp em nha. Phá hồi nó đẹp. Đầm này em hôm buổi bán 135 á, xe mọi người 120, hồng với lại là xanh thôi. Còn mấy cái mọi người ơi. Hồng của Trịnh Bi, cái này là hàng xịt nha, không phải hàng giá rẻ đâu. Xe 120 luôn đi hết rồi. Còn mấy cái à, cái này là màu xanh.
Rồi cái này mà mấy bà bầu đừng có hỏi tôi có mặc được hay không nha, mặc siêu đẹp luôn. Nói chung á, những cái mẫu này năm nay hot trend baby doll, bầu hay không bầu mấy chị vẫn mặc đẹp bình thường nhá. Đây, thấy không? Hồng với lại là xanh giùm em, hai màu. Ai lấy ghi giùm em xanh của Nguyễn Yên. Có màu hồng cưng ha. Với màu hồng là xanh thì nhìn cũng cưng hết đó mấy bà. Mặc cái đồng này mà đi uống trà sữa thôi cũng cưng nữa thiệt á, quá đẹp luôn. Rồi ai lấy xanh với hồng comment giúp em là xanh với hồng nha mọi người. Xanh với hồng. Dây ngắn hay dài tùy mọi người chỉnh nha. Hàng này hàng nhập á, vải nhập á, siêu đẹp luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nha, xanh với hồng. Comment giúp em nha. Xanh với hồng hộ em, đợi em xíu nha mọi người. Xanh với hồng. Xanh với hồng giùm em. Hồng, hồng của Hoa Bi. Sale có 120 mấy chị ơi, sale có 120 à. Trời ơi, hôm bữa là 140 á, 139 á. Sale còn 120, còn nó mấy cái à. Ai lấy thì chốt em ở Vũng Tàu. Rồi body cao cấp, body này khỏi quảng cáo nha. Bom có đúng hai đồng luôn á. Màu nâu với lại là màu nâu nhạt với màu nâu đậm. Cái này là y chang như cái vải đầu lai em mặc cái đầm đó đó. Hả ơi. Cái này em không dám mặc đâu, tao có hai cái mặc lên chắc đánh nhau luôn á. Body nhún giùm em. Hai màu nhá, màu nâu đậm với màu nâu nhạt. Cái này là nâu nhạt còn cái này là nâu đậm, hết rồi đó. Có đúng hai cái bị bom thôi. Bây giờ là em sale hàng một cái, hai cái thôi nha mọi người. Rồi comment giúp em nha, nâu đậm với nâu nhạt có hai cái duy nhất à. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em là màu đi mấy chị đẹp. Màu số điện thoại địa chỉ giùm em nha, kèm mã chốt nha. Cái này là nâu nhạt nè, còn cái này là nâu đậm. Ai lấy thì ghi giùm em kèm màu nha. Màu giùm em. Ủa sao tự dưng khách đơ hết vậy ta? Đẹp mà, cái đồng này mặc lên là đánh nhau á mọi người. Trời ơi, không dám mặc lên đâu. Tại mỗi màu có 1 cái à. Ủa có 2 cái thôi đúng không? Dạ 2 cái màu đó, 1 cái màu nhạt. Ê dạ. Rồi em đi thay cho mọi người luôn. Ok luôn, chơi lớn luôn. Có 2 cái muốn đi thay luôn. Trời má ơi, khách không thay là không lấy luôn đó trời. Ủa má ơi, nay mũ lẹ mà như thế này em chịu. Em chịu với bà. Với bà ơi, cho mà đi thay được hết mẫu vậy trời. Rồi chắc em xỉu quá mọi người. Mẫu mà có cái bắt em đi thay chắc em xỉu quá nè. Body cao cấp giùm em. Comment giúp em sao mà thất lạc được. Của em đơn không nghe máy, người ta đẩy về cho chị đơn không nghe máy, gọi điện không có được. Rồi comment giúp em nha. Màu nâu với màu nâu nhạt với nâu đậm. Sale có 99.000 thôi à. À cái này sale 99.000 là sale lỗ luôn đó mấy bà. 99.000 hai màu. À cái này mà còn quảng cáo nó là xỉu á, xe 99.000. Còn hai cái màu nâu em mặc với một cái nâu nhạt. Nâu em mặc là nâu đậm, Huyền Khương nâu đậm. Khách hay lắm, đã không mặc thôi mặc vô là hết à, mà không mặc là mà hàng lẻ một cái hai cái em đi mặc nhiều vậy em xỉu á mọi người. Không có sức mà like mọi người nguyên ngày luôn á. Rồi còn một nâu đậm với nâu nhạt. Hai màu của Nini rồi hết. Mấy cái hàng hôm nay á mọi người ráng tranh thủ mua đi chứ không. Cái hàng là hàng sale không tính giá sỉ đâu mọi người ơi. Rồi set 2 giây. Set 2 giây còn mỗi màu 1 thôi, hết rồi. Set 2 giây mỗi màu 1 thôi nha mọi người nha. Hết rồi mấy chị ơi. Hết rồi. Có một màu một cái thôi đúng không? Nè, cái này là khỏi quảng cáo nha. Cái này là 2 giây kèm với quần này. Màu hồng, sale 99.000 luôn, màu vàng. Với lại là màu đen. Cái này là màu đen giùm em. Comment giúp em là màu nha mọi người ơi. Màu giùm em nha, 2 giây á. Sale 99.000. Cái này comment giúp em là 2 giây. Này không đi mặc đâu, mỗi màu có 1 cái à. Này bán nhiều lắm luôn rồi mà bán thường kỳ cho mọi người luôn rồi đó.
nên không đi mặc đâu. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Ví dụ như mà hàng nào còn số lượng thì em đi mặc cho mọi người. Cái này gồm chân váy và áo hai dây hoa nhúng này. Tưởng tượng ra được cái mẫu này không? Đó, hai dây hoa kèm với là cái quần váy, chứ em nói lộn không phải là chân váy nha, quần váy. Màu này là màu đen, màu vàng với màu hồng. Đen của chị Đào rồi hết đen. Hai dây hồng của Yến Lương rồi hết hết hồng. Còn một cái màu vàng. À cái set này nó đẹp lắm, em sale còn có 100 à. Hết rồi mọi người ơi. Còn một cái màu vàng. Ai lấy màu vàng thì comment màu vàng nhá, hết luôn á, màu vàng. Vờ An Vang Huyền Vàng, đưa cho chị set 2 dây cho em ơi. Set 2 dây đằng sau kìa. Còn 2 dây vàng, trời ơi đừng nói trừ lại set 2 dây trừ lại. Có màu đỏ đấy. Set 2 dây còn một set màu vàng. Trời ơi là chèn, trời ơi mấy bà còn set màu đẹp nhất thì lại trừ lại. Xỉu quá, không ai lấy cái set vàng nó vứt lên đi, lấy cho. Trang Như này, không lấy chứ. Lấy là tôi để mặt thật á. Xét nó vào đẹp. Em ơi, cái cuốc đâu rồi? Lâm chị mặc hết rồi mấy bà ơi. À đầm mặc rồi đầm nào, á à, hết rồi. Vừa mới thay ra đúng không? Hết sạch. Rồi cái set này. Set này sale bao nhiêu vậy trời? Set này sale lỗ luôn đi. 165 thì không biết sale bao nhiêu luôn đó mọi người. Set này là sale mà đã lỗ lắm luôn á. Ống quần ôm ấy, ống quần ôm ấy, em cứ xé đem lúc nào, ống quần ôm. Ôm chứ không phải là bo chun nhá. Ôm nó khác, bo chun nó khác. Rồi set này em xả lỗ 110 luôn đi, hết rồi đó mọi người. Còn nó 4-5 set đi bo mà. Cái hàng này là hàng xịn giùm em nhá. Xịn hay không mấy chị nhìn cái form áo là mấy chị biết này, form quần này. Cái này là quần suông á. Má ơi, cái này nó đẹp kinh khủng luôn. Rồi set giùm em nhá. Tất cả những cái bạn nào mà đã mua set này 165 rồi phát biểu cái vải đi mọi người. Nó xịn cực kỳ luôn, nó form áo này. Hàng xịn cái form áo này mấy chị. Hàng xịn nó nhìn cái form áo nó biết liền luôn, màu đỏ. Áo ơi, mỗi màu được có set 2 set đi. Màu cam, chuẩn hàng cao cấp luôn nha. Màu hồng này, trời ơi tôi khuyên mấy bạn nên lấy màu hồng. Màu hồng tôi không dám mặc luôn á, thiệt á. Màu hồng đẹp lắm luôn á. Màu xanh chuối hết. Có mấy set thôi, ai đấy thì ghi giùm em 110 luôn. Này là chơi lớn lần đi nha mọi người. Còn set màu nu nữa này. Màu nu hình như có set duy nhất. Ai lấy thì comment giúp em nhá. Sale 110.000 kèm màu giúp em. Hồng của Khen Bùi. Má cái mẫu này nó đẹp lắm luôn á. Thiệt đó mọi người. Cái này về cái áo mọi người có thể mix ra riêng được luôn. Cái này là màu nu. Không chị ơi, cái mẫu này em không có lên đen. Hồng của Như Ý Lê. Áo màu hồng đẹp ôi là đẹp. Hồng của Hương Chi, hồng của Hoàng Oanh. Màu kèm theo số điện thoại, cái này là có set nâu duy nhất thôi. Hồng của Vivi, má màu hồng nó đẹp ha. 55kg đổ lại mặc đẹp, 55-56kg mặc đẹp. Đỏ của Hương Đỗ. Má màu hồng đẹp lắm, trời ơi, tôi không dám mặc màu hồng luôn, nó mặc màu hồng chết xỉu á. Nu của Hương Chi. Hai dây vàng hết rồi. Em cao 1m6. Nu của Mòn Còi. Đỏ của chị Xuyên Nguyễn. Màu hồng đẹp quá. Màu hồng. Cái này là màu hồng nha mọi người nhá. Màu xanh. Nè em cầm em. Rồi cái này là màu nu. Còn quần jean, tí nữa còn ít người xả quần jean cho giờ nhiều người hàng lên lẻ lười lắm mọi người. Rồi cái này ghi giùm em là màu cam. Comment màu, số điện thoại địa chỉ hộ em Dung nha.
chốt hàng lên số điện thoại để chị kèm mã chốt xanh chuối của chị Đình Vũ. Form này mấy bà, em cao 1m6. Mét sáu chuẩn nha. Comment giúp em là màu số điện thoại và địa chỉ khá là đẹp quá. Cái form đẹp lắm mọi người, thiệt các mọi người ơi. Cái form bao đỉnh luôn đó nè. Đỉnh không? Rồi ai lấy cái giùm em vô lại màu này, màu cam. Thảo Thu là đỏ với hồng. Cái này là màu xanh chuối. Má những màu này là sale banh nhà luôn đó mọi người, thiệt á. 165.000 lận đó mọi người. Rồi cái này là xanh chuối. Rồi cái này là màu hồng giùm em. Màu hồng. Rồi cái này là màu nu giùm em nha. Kèm màu hộ em Dung nha cả nhà ơi. Khá đẹp quá mọi người, thiệt á. Em nhìn em muốn xỉu luôn á. Em mặc cho mọi người coi cái màu hồng để em nói với mọi người màu hồng nó rất là đẹp luôn. Để biết rằng là mọi người nhìn cái màu hồng là mọi người, em khuyên mọi người lấy màu hồng á. Màu hồng đẹp lắm. Đồ của Uyên Nguyễn. Không chỉ không ngắn nha. Cao 1m6 không ngắn đâu. 63 không ngắn. Sao mà ngắn được. Nhiều người em vô màu hồng lên không thấy đẹp đâu. Em mặc màu hồng mọi người lên mọi người cái xỉn này. Màu hồng cưng lắm. Đây mấy bà, màu cam của Hoàng Oanh thêm. Ai thêm ghi thêm nha. Má màu hồng này mấy chị. Mấy bà. Trời ơi. Màu hồng bao cưng luôn á. Phải không? Trời ơi màu hồng. Màu hồng cưng ơi là cưng luôn. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Thêm thì ghi thêm giùm em nha cả nhà ơi. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Xét hồng của Phương Nhi. Thêm cam cho Thảo Thu. Còn cam không đây? Duyên Phương lên địa chỉ. Duyên Phương lên địa chỉ. Em hết cam luôn nha. Còn một set cam hả? Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Cái này là màu hồng. Màu hồng giùm em. À đâu? Đâu quá. Tức bụng. Màu nu. Màu hồng em mặc. Màu đỏ đâu rồi? Đưa màu đỏ chị. Thêm màu cam cho Hồng Vân Nguyễn. Rồi hết cam. Duyên Phương là hồng với nu. Duyên Phương là hồng với nu. Rồi màu đỏ lúc này em mặc nha cả nhà ơi. Ráng tương tác giùm em đi mọi người. Hôm nay xả kho nhiều lắm. Nói chung là nhiều lắm luôn đó mọi người. Gần cả 20.000 mẫu lận đó. Chứ không phải là 1-200 mẫu đó mọi người. Em sẽ cố gắng nguyên một ngày like luôn. Rồi cái này giùm em. Rồi hết nu luôn. Chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Em còn một đỏ lúc nãy em vừa mặc nè. Rồi còn một xanh với một hồng. Đỏ xanh hồng thôi. Má ơi, có set màu đen hả? Có set màu đen duy nhất. Ai lấy thì chốt nha. Hết sạch. Đen đen đen. Chị Thi ăn ghen lên địa chỉ. Ừ tí là tôi kiểm tra cho. Like xong mới kiểm tra được. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment hộ em là một đen duy nhất nè. Hai xanh, hai đỏ và ba đen. Ba hồng. Đen của Thảo Thu rồi hết. Mọi người ơi, chốt kèm theo số điện thoại địa chỉ hộ em Dung đi mọi người. Hết rồi. Đừng comment đen nữa. Có set à. Các màu đỏ cũng đẹp xỉn, màu đỏ siêu trắng da. Rồi, còn ba màu ai lấy thì ghi nha. Hết sạch rồi mấy bà ơi. Hết rồi. Đưa chị set gấm nha. Set gấm hộ em. Cái này 185.000 em sale 100.000 luôn đi hết rồi đó. Này em hết rồi, hàng này là không về lại nữa nha. Set gấm 99k. Cái này là hàng siêu phẩm cho mọi người luôn á. Riêng cái gấm này chưa bao giờ sale. Cho mọi người luôn đó mọi người. Chưa bao giờ sale luôn á. Bà đã sale là sale 99.000. Có 2 set duy nhất. Ghi cho em là set gấm giùm em nha. Ai lấy thì ghi giùm em gấm 99k. Nhìn cái hàng là mọi người biết hàng xịn này này. Chứ em không cần em nói đâu nè. Gấm giùm em 99k. Chị có đợi chưa?
chị Uyên Nguyễn chắc có rồi á, giờ em không nhớ đâu. Rồi set gấm 99k. Set dây này sale bom cho mọi người 79k luôn, còn có 3 set thôi. Cái này comment rõ giùm em là set 2 dây. Kim Phượng lên địa chỉ, set đang mặc em sale 110. 2 dây giùm em. 2 dây giùm em nha mọi người, comment giùm em là 2 dây. 2 dây 79k, màu xanh. Màu môn. 2 dây này xịn lắm. Sale cho mọi người luôn á. Rồi màu vàng. Xanh môn vàng giùm em. 79k, cái này áo rất là xịn nha. Set 2 dây kèm màu. 2 dây kèm màu mới chỉ ghi mỗi 2 dây sao em biết được. Há ơi, tiếng nói có cái đầm này đẹp. Rồi comment giúp em nha, 2 dây. Thêm xanh với đỏ cho Uyên Phương. Set cấm mở bưng kè Ly Hoàng. Rồi mọi người ơi, kèm màu hộ dung nha, 2 dây xanh với vàng của Dương Thi. Rồi còn một set màu môn này, 79.000 thôi. Rồi còn một set màu môn. Rồi lấy dùng màu môn luôn đi Thi ơi. Còn set à, này sale lỗ luôn á. Hết rồi, còn một màu môn thôi mọi người ơi. Còn một màu môn thôi cả nhà ơi. Hết luôn rồi. Mua hàng đừng có đổ chị ơi. Ai đời đi đi dành hai set kia, xong rồi giờ thấy hai set sau đẹp lại đổi hai set trước lấy hai set sau. Không ai bán hàng cái kiểu đó hết á. Thiệt có mọi người. Mọi người đừng làm em quào là em không có live stream được đâu. Nói thật đấy. Làm em quào là em chửi là mọi người không thể nào live được luôn. Ai đời mua hai set trước xong rồi thấy hai set sau đẹp đổi hai set trước. Mọi người có ai bán hàng mà cho đổ cửa vậy không? Mọi người hỏi đi. Rồi đừng làm em quào mọi người. Nãy giờ em like, cố gắng like cho mọi người. Rất là chiều mọi người luôn á. Mà một khi em không chiều là em chửi tét nách luôn đó mọi người. Đã hàng xả luôn rồi còn đổi với trả ở đây nữa. Ống suông ạ. À. Em mặc là ống suông nha chị Thúy. Set này đẹp lắm luôn á. Mà em sale lỗ luôn nè. Đưa chị lại màu đi. Hàng thì đã sale lỗ hết luôn rồi. Mọi người cứ ngồi lên like thấy set sau đẹp hơn set trước. Không lấy được thì thôi, em đâu kè dao bên cổ mọi người đâu. Mẹ em là nói rồi, vào cái like mà để em chửi là không bao giờ em like được luôn á. Nguyên cả cái like em chửi luôn á. Dạ set em mặc 165 mà em sale còn 110 á chị. Lúc em hiền thì cũng không để em hiền được là sao á trời. Thúy like lên dùng dung cái địa chỉ nha. Set dung mặc hết đen rồi còn hồng thôi. Thúy like lên địa chỉ này. Set 2 dây môn. Thúy like là nếu mà chốt lên địa chỉ là còn set hồng dung đang mặc. Với lại là set 2 dây màu môn thôi là hết luôn. Set này em còn có 4-5 set nữa là hết à. Hết sạch rồi đó. Hàng này em sale 110 là lỗ lắm luôn đó mọi người. Hàng vô xả kho mấy chị đừng có lửa xong rồi mấy chị xả rồi đổi tung lung giùm em. Chị Thúy là màu hồng. Thiệt á. Em vô like em rất là dễ chịu cho mọi người luôn. Thì mọi người cũng dễ chịu giùm em. Chứ em đâu phải là hàng bán mới bán đâu. Đâu phải là hàng mới đâu mọi người. Mọi người cứ vô dành cho cố vô rồi mọi người xả của em tội nghiệp em chứ. Like hết thôi chứ đâu phải là like thường đâu. Thanh Thúy. Thiệt á, bực bội lắm mọi người. Bởi vậy like á, hàng xả mỗi khi mà khách xả nó quạo dễ quạo lắm luôn á. Mình thì đã xả lỗ rồi. Em còn 3 màu hồng xanh với lại là màu màu đỏ. Set xanh của chị Thúy ăn ghen. Em đâu có bắt mọi người lấy đâu, mọi người có quyền lựa chọn mà. Đưa cho màu cam. Tức á. Đỏ của Uyên Nguyễn. 59kg không vừa đâu chị ơi.
59 kia má ơi, thay mỗi lần thay tóc ra như một con điên luôn đó. Rồi đầm này em xả mọi người 120 luôn. 215.000 hàng bán số á, xả 120 luôn đó mọi người. Má cái đầm này bao cưng luôn, nó thiệt á mọi người. Hai cưng này, đầm này đẹp quá. Xả 120 luôn, có hai màu. Đầm này về chuẩn hai màu thôi. Má ơi cái đầm này, em nói thật cái mẫu đầm này nó rất là xỉn sò luôn. Mà em share cho mọi người 120 luôn này. Hai màu, màu đen với màu cam, đẹp không? Mua cái đầm đi tiệc. Em không có đầm về đâu mọi người ơi. Có rồi á chị. Đầm này là 55 kg đồ lại mặc đẹp nha. Mặc vừa chứ lộn. Màu đen với màu cam có 4 cái à. Đen cho Thảo Thu, đen với cam giùm em. Có 4-5 cái thôi. Cam của Ánh Dương Hoàng, cam của Thảo Thu luôn. Cam với đen giùm em nha. À xinh quá à. Thiệt đó mọi người. Đằng sau có dây kéo. Cam với đen đó mọi người. Comment giúp em là màu. Má đẹp xỉu luôn á. Cảm ơn chị Hoàng Anh nha. Đây đó, màu đen này. Cái này mấy chị mà, ví dụ như bạn nào mà bên đảo mặc đi lễ cũng đẹp nữa. Nó nhìn nó sang mà nó xịn. Còn nhiều set lắm tình yêu ơi. Ai lấy thì comment giúp em nha. Đầm kèm màu, hai màu đen với cam, đẹp lắm. Cái đầm này mọi người mặc đi tiệc hay là đi bất kỳ đâu nó cũng cưng. Rồi má nó xinh, xinh ơi là xinh. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Đầm kèm màu. Á ơi tóc không biết bắt nó bên nào cho nó vừa luôn. Rồi ai lấy ghi giùm em đầm nha. Kèm màu, kèm màu giùm em nha mọi người. Ai lấy đầm kèm màu giúp em. Má đầm này đẹp mà mọi người ơi. Má ơi em tưởng lên cái đầm này phải dành nhau. Đầm này quá xịn sò luôn đó mọi người. Ai lấy đầm thì ghi giùm em là đầm nha. Thì mà đưa tùm lum hết áo, hai áo vậy. Rồi set thể thao giùm em. Set thể thao còn hai cái à. Còn set ba lỗ 2 dây là set này em không biết luôn á. Set ngắn á hả? Rồi set này em đi mặc cho. Rồi ai lấy đầm nữa ghi giùm em là đầm. Má đầm này mà ế là buồn nó luôn đó mọi người. Đầm này đẹp xe lỗ 120 luôn á. Á cái đầm quá đẹp. Mai mốt hỏi đầm đi tiệc là không có cho mọi người luôn ấy. Em nói thật, riêng cái mẫu đầm này mà đi tiệc là khỏi bàn luôn. Má nhìn sang nhờ. Má cái đầm bao sang luôn ấy. Không có đầm nào mà đi tiệc đâu mọi người. Tới khi like á, em không biết vải gì mà vải xịt lắm nha. Nhìn cái form lên mọi người biết cái vải xịn luôn rồi. Không cần nói đâu mọi người. Cái vải gì em đâu có rành về vải đâu. Nói bệnh vải về biết cười chứ nữa. Form xịn, hàng xịn là vải xịn. 145 xe mọi người 110. Duyên Nguyễn lên địa chỉ. Cái này xe 110 luôn nhá. Cái này mấy chị có thể mặc như em hoặc là lẫn lên như thế này cũng đẹp. Rồi, set giùm em xe 110. Hai màu. 145 xe 110 nha. Cái này hàng cao cấp có mút ngực, nhìn cái form áo mấy chị biết hàng xịn này. Đây, có mút ngực nha. Rồi kèm màu giùm em, màu em mặc là màu cam với màu hồng đi. Cam với hồng, xe 110. Má ơi cái vải này 110 giùm em. Màu cam với màu hồng. Màu em mặc là màu cam. Em phê trên 199 đó chị. Ai lấy cái giùm em nha. Comment giúp em là màu cam với hồng giùm em nha mọi người ơi. Cái này là màu hồng này. Đẹp quá mọi người. Xe cho mọi người có 110.000 thôi. Ai lấy thì ghi giùm em là kèm màu giùm em nha. Xinh không? Dễ thương lắm. Cái áo này về mọi người mít riêng ra cũng đẹp nữa. Mít ra riêng cũng đẹp nha. Ai lấy ghi giùm em là set 2 dây kèm màu. Xuất sắc cái set này luôn á. Cam của Trương Nhi. Hồng với cam của Hoàng Oanh.
Thúy Lai lên địa chỉ số điện thoại giùm em. Jenny Lê lên địa chỉ. Mọi người chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ đi mọi người ơi. Không ai lên số điện thoại địa chỉ à? Lên xem kẻ em, ngồi coi đi em ơi. Lên hàng sale đứng đòi hỏi giùm em mọi người. Em cũng muốn sale nhanh lắm. Mà không mặc thì mấy chị không có biết form. Mặc thì buộc nó phải lâu. Và sale hàng sale thì trong kho có cái gì em sale cái đó. Chưa ai có đơn đâu mà gộp mấy chị. Đọc tới tên mình có đơn thì mới gộp được nha. Không có số điện thoại địa chỉ làm sao em ra đơn như mọi người được. Đâu ra mà gộp được. Phải có số điện thoại địa chỉ mới chốt đơn được chứ cả nhà. Hai màu nhá. Áo đẹp quá. Xinh ha. Hai màu. Thúy Lai. Cam với hồng. Cam của Jenny Lê. Rồi còn một cam với hai hồng nữa là hết. Áo trắng quần hồng má đẹp lắm mọi người ơi, thiệt á. Set này mọi người tưởng tượng đi, mặc với phối với cái gì nó cũng đẹp ha. Màu áo cam với quần hồng đẹp à, luôn áo trắng với quần hồng bao đẹp. Cái này là áo hồng với này là quần áo trắng với quần hồng ha, đẹp chưa. Vải không xịn em không lấy tiền đâu mọi người, tuy là hàng sale á. Cam của Đoàn Kim. Ai? Thúy Lai hả? Thúy Lai cho số điện thoại đi em ơi. Lên lại số điện thoại đi. Chưa có số điện thoại này. Thúy Lai lên lại số điện thoại nha mọi người. Được kiểm tra hàng trước lúc nhận. Thúy Lai lên số điện thoại chị ơi. Cho mỗi địa chỉ để cho mã rồi số điện thoại đâu ship hàng. Rồi ai lấy cái giùm em nha. Chị không có lên địa chỉ cho nên không có bấm ra đơn cho chị được. Bà Duyên á, có địa chỉ đâu, phải có địa chỉ chứ. Rồi bà Thúy Lai đâu rồi trời. Lạc trôi đâu rồi. Em còn một hồng, hai hồng thôi là hết nha. Ai lấy màu hồng đi giùm em màu hồng. Thay cho luôn màu hồng này. Thúy Lai lên số điện thoại này. Sao mấy bà này tới khi hỏi tới địa chỉ số điện thoại khó khăn vậy ta? Set cam hết rồi, như ý Lê ơi. Set cam hết rồi chị Duyên ơi. Em còn một set màu hồng thôi. Còn hồng. Ai không thích ấy thì mọi người làm ngắn lên như thế này cũng đẹp. Em còn hồng thôi nha mọi người, hết cam. Còn hồng, còn hồng. Còn hồng như mấy chị ơi. Con hồng, con hồng. Ai lấy hồng thì ghi giùm em là hồng nha. Đâu không? Hồ Yumi có thấy đâu. Hỏi cái gì á? Hồng giùm em. Chị Duyên Nguyễn comment giúp em lại số điện thoại địa chỉ kèm mã chốt một dòng đi chị. Cái comment trôi em không có lưu được đâu. Em phải lên một dòng em mới lưu địa chỉ được. Số điện thoại địa chỉ mã chốt một dòng. Em còn hồng thôi, ai lấy hồng thì ghi giùm em là hồng nha. Hồng giùm em. Em còn hồng thôi mấy chị, đưa cái set đùi ra đi. Đó. Đó hôm qua chưa có đi. Nay nguyên một like rồi mới đi. Rồi set này, má ơi set này lúc tối đánh nhau này. Thề luôn á. Cái hàng mà like xong á mọi người hết sạch luôn rồi. Lại có khách không nghe máy của người em mà cứ xả đi xả lỗ lại hoài luôn á.
sẽ là mặc sale 101 nè. Lúc tối đánh nhau quấn nhau cái màu xanh này nè mọi người. 99.000. 135 sale còn 99 luôn. Màu xanh siêu đẹp. Set hồng của chị Duyên Nguyễn, ok chị. Một tím với hai xanh thôi là hết luôn. Cái này là khách không nghe máy này. Hôm bữa đã sale 120 rồi đó mà vẫn không nghe máy, cho nên để mọi người giá 99.000 luôn. Mọi người nhìn cái lưng quần thôi là mọi người biết hàng xịn nha. Em không cần nói nhiều đâu. Xanh của Nguyễn Yên. Xanh của Nguyễn Yên. Cái mẫu này đẹp quá mọi người. Cái mẫu này nhìn cái lưng quần là mọi người biết hàng xịn luôn. Hồng của Lan Phương đang mặc. Rồi mẫu này dùm em nha. Xanh với lại là môn. Tím là môn á. Xanh của An Nhiên. Xanh như bà Thắm. Tím là cái gì bà? Hết rồi đúng không? Con sẽ tím á đúng không? Tím ở dưới là còn không? Nhưng mà có phiếu tím không? Tím của bé Kem Cute. Hết rồi. Còn một xanh thôi. Hết sạch. Hết sạch, hết sạch, hết sạch. Hết sạch xanh xanh. Còn một xanh thôi, ai lấy xanh thì chốt nha. Cái này em hết mọi người ơi. Cái này là hàng sót kho à. Em còn đúng một xanh. Còn ai thiếu xanh không ta? Xanh dùm em nha mọi người. Còn set xanh thôi, ai lấy xanh đưa set này luôn đi. Ai set trước đi. Xanh như chị Bích Nguyên. Đơn ngày hôm qua với là ngày hôm nay em dồn cho mọi người nguyên cả ngày hôm nay sale rồi mới chốt đơn nha cả nhà ơi, nhớ giùm em nha. Á ơi. Hả? Còn một xanh. Á ơi, xanh này đẹp quá. Còn một xanh thôi mấy chị, ai lấy xanh nữa giùm em xanh. Còn một xanh. Kim Miên lên số điện thoại địa chỉ nha. Mọi người chốt đơn á mà muốn có đơn là mọi người phải lên mã số điện thoại địa chỉ em có ghi ở dưới ấy. Mã số điện thoại địa chỉ một dòng thì mới ra đơn được. Cái comment thôi thôi sao mà ra đơn được mấy bà. Số điện thoại em không bấm ra đơn đâu. Có địa chỉ nữa nha. À, set này cũng đẹp lắm luôn đó mọi người. Set này dùm em. Má ơi, cái set này đẹp lắm luôn đó mọi người. Xanh của Kim Yến rồi hết. Nè, mọi người nhìn cái set của em. Set này 135 em sale à. Ê, như là còn màu đen á. Màu đen trái cà chua à, trái... Sao đó. Đưa đây, đưa một màu đen chị đây. Thúy Lai có rồi, Thúy Lai chốt rồi nè. Set này em còn 3 xanh với 2 đen là hết. 135 em sale 99. Cái này hàng Quảng Châu nha mọi người. Nhìn cái form quần của em. Cái form quần rất là xịn luôn. Mọi người nhìn cái form này. Áo là hàng siêu xịn nhá. Set này em còn đúng có 2 đen với 3 xanh thôi. Em sale 99.000 luôn. 3 đen với 2 xanh. Đang mặc của Thúy Lai. Xanh của bé Huyền. Cái này chốt theo màu quần. Áo thì nó cũng khác hình nhau luôn. Mà em sale còn 99 thôi nha mọi người. Cho mọi người nhìn cái bộ đen này. Bộ đen là trái. Cái gì em cũng không biết luôn. Giống cà chua mà cũng giống trái bí quá. Này giống cái bí hơn á. Xanh với đen nha mọi người nhá. Cái này là hàng này là hàng Quảng Châu á, nhưng mà săn sale rồi cho nên lúc nào nó cũng rẻ hơn 30.000 hết đó mọi người. Xanh của chị Bích Ngọc, xanh của Hoàng Oanh. Xanh với đen nha mọi người, lấy hai bộ về mà mặc. Mùa này mặc những cái set này ở nhà nó mát nó thoải mái lắm mọi người, mặc đi du lịch nó cũng đẹp nữa. Nè, bao cung luôn á, vải đã ghê luôn rồi. À mà nhận set này chắc xỉu á. Xanh của xanh bơ luôn. Đen của chị Duyên Nguyễn. Đen của San San. Đen của Lan Nguyễn. Đen của chị Thúy. Bữa nay lên hàng để lấy xỉ không chị? Không em ơi, hôm nay là chỉ sale hàng kho thôi. Hôm nay sale kho mọi người. Tất cả hàng hôm nay đều sale kho hết. Mọi người ráng là hôm nay là sale kho dùm em nha. Hành Phan lên địa chỉ 99.000. Á ơi, nó đẹp kinh khủng luôn á. Mấy bà cứ cầm cái vải đi, với lại mấy bà nhận hàng được kiểm tra hàng mà lo cái gì. Bà cầm cái vải với bà xỉu luôn á. Có 100.000 thôi đó mọi người. Á à, xỉu quá, dễ thương ha. Ờ, nhìn cái phong quần cưng lắm luôn á. Xanh với đen. Em còn 2 đen 3 xanh. À 2 đen 2 xanh. Dạ không, tụi em không có bán.
Rồi đơn hôm qua được nha chị. Mai là sẽ chốt đơn từ sáng. Nên mọi người trưa mai là em không có like nữa. Nên là dành một ngày hôm nay để xài mọi người dồn đơn đó. Mốt em họp. Mốt em họp mai em không like chốt đơn. Mốt em họp. Cho nên mấy chị ráng dồn đơn hộ em nha. Đào màu đen. Đào màu đen. Đơn qua đi chưa? Chưa em ơi. Hôm qua tất cả đơn chưa đi nha mọi người. Cứ dồn đơn hôm nay thoải mái. Ngày mai không được dồn đơn. Ngày mai là ngày chốt đơn rồi. Ngày mai em không có like luôn. Chốt đơn từ sáng luôn á. Rồi ai lấy là ghi giùm em qua mẫu. Cho nên hôm nay là tranh thủ like tới chiều. Xong buổi tối tranh thủ like thêm 3 tiếng nữa. Là nguyên cả cái kho là cho banh luôn. Thúy Nguyên là màu xa, Thúy Lê là màu đen. Nên là ráng mọi người chốt liên tiếp giùm em trong vòng trưa nay với là tối nữa. Là em sẽ cho đi đơn hết nha cả nhà nha. Để em ọp á. Tại vì mai là gì ta? Mai là mốt là mất điện. Nên không có like. Có hai màu á chị Quyên, lấy bộ dung mặc của chị Quyên này. Xanh của Nho Nhi. Buổi mặc có hai màu mà, đôi màu đen nữa đây. Mắc cưng ha. Thề luôn đó mấy chị. Những cái bộ này mấy chị về mùa này mặc rất là đã luôn. Đặc biệt là cái áo. Mắc cái áo nó xịt lắm luôn. Cái phong quần rất là cưng luôn nè. Em cho mấy chị coi cái phong quần này. Phong quần cưng lắm nè. Phong quần là bao cưng như mấy chị luôn á. Xinh không? Rồi còn đen với xanh nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi giùm em đen xanh hết. Hay bao nhiêu vậy? Rồi set ngủ hết rồi đó. Còn có 2 set. Cái này thì tôi mặc đi cho nó mềm. Ai lấy xanh thì ghi xanh ra đây đen thì ghi đen nhá. Hết hai xanh rồi. Còn hai xanh không? Hết rồi, lấy một xanh một đen đi. Cho chị quên một xanh một đen đi. Hết rồi, còn đâu? Nè, set ngố xả 139.000 xả 99.000 luôn. Ai mua set ngố này 140 rồi là biết cái chất nha. Em còn có mấy set rồi em? 3 set hả? 4 set hả? Rồi 99.000 luôn. Áo là nó cưng. Ngố giùm em, ngố ngố 99 luôn. Huỳnh Quyên set 99. Cái này là comment giúp em là ngố thôi nha. Em còn có 4 set thôi à. Xả 99.000 luôn. Ngố 99k. Hành Phan lên địa chỉ giùm em nha. Người đẹp. Ngố 99k của em nha. Ai lấy ngố thì ghi giùm em là ngố. Này form siêu đẹp luôn. Cái set ngố này là form quần lên đẹp lắm. Ôm sát người nha. Ngố nha mọi người nha. Chia sẻ lại giùm em đi cả nhà ơi. Ráng comment tương tác chia sẻ hộ em đi. Ngố xám của Dana. Thiên Khải Phúc lên địa chỉ. Thiên Khải Phúc lên địa chỉ giùm em. Xét ngố của chị Bích Nguyên này. Xích cái này ra đi. Vút ở phía ngoài này. Đừng có vút trong chỗ này. Vút ở phía ngoài này đi ấy. Ngố của Trương Nhi. Xích cái bọc quần jean ra luôn đi. Hết chưa? Còn cái mặt hả? Rồi hết luôn rồi. Cái này lấy gì vậy em? Yeah. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi còn set dài này. Tới đây. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Tiếp này. Tiếp set dài. Thì thôi, nó xịn thì thôi luôn đó mọi người. Nó mà đã không xịn, nó xịn dữ lắm luôn á. Cái này mấy chị quất lẹ nha. Có mấy set vậy? Má ơi, cái này nó đẹp quá mọi người ơi. Xinh. Em nói mọi người nha, nhận cái hàng này mọi người sờ cái vải của cái áo á. Em nói thật, sờ cái vải á. Tiểu thư, hai hàng nút
triệu. Em không nhớ mẫu nào luôn á. Má ơi, cái set này nó đẹp. Cái này là quần dài ôm nha mọi người nhá. Cái này là quần dài ôm nha. Rồi set này xem mọi người 115 luôn, 165 á. Xem mọi người 115 luôn. Comment giúp em là set con bò. Cái này là nguyên một set dài như vậy luôn nha mọi người. Cưng quá. Đưa chị cái bọc đi má ơi, nó nặng lắm luôn á, chắc phải 2 kg một set đó mọi người. Này mọi người nhìn cái hàng này, xịn sò không? Má ơi. Comment giúp em là set con bò liền. Thật sự luôn á, mọi người cầm cái này mai mốt về mọi người nghĩ là đi săn hàng Quảng Châu 200-300 mấy một set, cảm giác nó uổng tiền cực kỳ luôn đó mọi người. Uổng tiền lắm luôn á. Nhà em bán là 165 là đã rẻ rồi. Trong khi bây giờ em bán mọi người 115 sale lỗ kho luôn này. Hết rồi đó, còn có 4-5 set à. Còn nha Trần Như Ý set con bò út xương vàng oanh. Rồi còn 3 set, ai lấy thì ghi giùm em nha. Cái này về mọi người mặc áo ra riêng được luôn. Áo riêng, quần riêng. Hai bò của Nini. Ủa hết chưa? Set con bò 2 của Thảo Thu. Set bò Kim Chi Trương. Jenny Lê set bò. Phương Quyên 2 bò. Cái con lợn không? Ê hình như có màu xanh nhá. Hết đen hết xanh luôn hả? Anh chỉ nhớ mang máng là còn màu đen hay sao? Hết rồi mấy chị ơi, hết sạch. Không còn xếp nào hay sao? Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đưa đưa chị cái đầm vét trước đi. Hết rồi mấy chị ơi, hết sạch. Còn set chị mặc cũng hết luôn hả? Dạ. Hết luôn rồi mấy chị ơi. Đưa 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 chị set sơ mi trước đi đã. Set sơ mi kìa. Đó, đây đây chân em luôn. Đây chân, ngay cái chân em kìa. Em vừa sờ đó. Có màu đỏ, màu xanh với màu đỏ xanh với lại là hồng. Hết set con bò rồi mấy chị ơi. Hết bò luôn rồi. Không còn bò nào luôn. Đưa màu đen chị mặc nó chói lắm. Đưa màu nu đi. Rồi lên set sơ mi xả luôn. Set này lúc tối có tôi có lên một set duy nhất. Cái bà kia vô bà chửi tôi. Bà kêu là trời má ơi vừa mua 159 là 160 xong á. Hôm nay bà xả. Nhưng mà thật sự ra là em xả. Mai mốt em chuyển về nhà rồi. Em còn có một tuần nữa là em chuyển trong kho về nhà rồi. Nên em phải xả hết chứ chuyển nhà là chết đó mọi người. Mọi người thông cảm cho em nha. Này đẹp lắm luôn á. Hồng với xanh của Trần Như Ý set 2 dây á, xe 110 em. Hồng với xanh của Trần Như Ý. Này bấm ra hai phiếu bỏ. Cái set này là hôm bữa ai mua 160 rồi là biết cái chất nha. Cái này em sale còn 120 à. Lúc tối em vừa bị chửi bà vừa nhận đơn buổi chiều thì tối em sale á. Nên bà chửi là đúng á. Thì mọi người thông cảm. Em sale là em sale lỗ á, cho nên là ai vô mà bắt kịp thời cơ thì mọi người được mua thôi. Chứ thật sự ra là em cũng không có muốn sale như vậy. Tại vì em cái này là em sale lỗ mọi người. Chứ em không có lời cái set này luôn á. Còn có mấy set à. Này màu nu. Có mấy set à mọi người ơi. Cái này là màu đen. Dơ đại như màu nhá. Rồi cái này là màu hồng. Rồi cái này màu vàng. Comment giúp em là màu nhá. Màu kèm ra số điện thoại để chỉ giùm em. Có mấy set rồi mấy chị. Ê hình như lúc tối dư ra mấy set bên này này. Cái set này này. Lúc tối chị nhớ không mấy set á. Không phải. Chưa có đưa vô mà đúng không?
62kg mặc vừa. Nếu mà ngực không có bự thì mặc vừa. Em nãy cầm được mấy set vậy? Lúc tối chị còn nhớ mấy set nữa. Em coi ở bên hàng số lượng còn ghi nào không? Sợ like xong nó còn lòi lại lần lùi lắm luôn á. Một nu cho chị Thảo. Nu với đen luôn, hồng luôn. Màu hồng như chị Anna Nguyễn. Rồi hết hồng. Vàng cho Hoàng Anh. Hoàng Anh đi cọc luôn giùm em này. Hoàng Anh 7 sản phẩm luôn rồi đó. Vàng hết vàng luôn đúng không? Nu cho chị Khen Bùi. Nu với đen của chị Phương Quyên. Rồi hết. À còn một đen. Còn một đen với một nu là hết. Còn một đen với một nu. Chị Anh Hoàng đi cọc đi nhiều lắm luôn rồi á chị ơi. Mua hàng sale mọi người ơi. Mọi người làm ơn thương em đi mọi người. Còn hồng hả? Rồi em còn nha. Em còn đúng duy nhất một đen với một nu là hết sạch luôn. Hết rồi đó mọi người ơi. Nào lòi ra thì em sale tiếp chứ bây giờ hết rồi đó. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Đen với nu. Còn mỗi hai màu thôi. Nu cho Thanh Tuyền Thanh. Ngực 110 hả? Vừa vừa. Này. Cái sơ mi nó áo nó vừa thoải mái. Còn một đen. Còn một đen duy nhất. Còn một đen ai lấy đen không? Hết rồi mọi người ơi. Còn một đen. Còn một đen thôi là hết. Còn một đen. Còn một đen thôi mấy chị ơi. Rồi cái này lấy gì vậy? Đen cho Trần Linh. Rồi hết luôn. Hết rồi mọi người. Thúy Nga em gửi cho chị rồi. Cái màu đen đi. Gửi rồi á chị, gửi rồi. Nu này có người lấy đúng không? Dạ. Đầm này 135 em xả 95 luôn nha. Cho nó hết luôn. Còn mấy cái à? 135 sale còn 95 nha mọi người. 135 sale còn 95. Cái này ai lấy thì cho giúp em nha. 135 sale còn 95. Cái này là baby doll. Màu trắng. Cái này là sale lỗ luôn đó mọi người. Vải siêu siêu dày luôn á. Màu trắng, màu đen em đang mặc. Cái này mấy chị có thể mặc bệt vai cũng đẹp. Tùy mấy chị mặc thế nào cũng được. Cổ vuông cũng đẹp. Rồi cái này là màu hồng. Màu hồng nha mọi người. Màu hồng, màu trắng. Rồi cái này là màu vàng với màu xanh. Hồng, vàng, trắng, xanh. Hay là sale có 95.000 luôn á. Em hứa mọi người là cái này rất là đẹp và xịn luôn. Mà em đã chơi là chơi lỗ à mọi người ơi. Lan Thái là đang mặc. Đang mặc là màu đen, má đẹp xỉu luôn á. Tí nữa em có một set sơ mi tay dài nữa, đợi xíu đi. Like nhiều lắm mọi người. Rồi comment giúp em là màu nha. Cái này là màu trắng giùm em. Màu trắng, màu hồng. Má màu hồng cưng quá. Màu vàng, màu xanh min với lại là màu đen em mặc. Sẽ có 95 thôi mọi người. Má cưng như vậy luôn này. Cưng không? Bao đẹp luôn á. Ok chị đẹp nha. Trời ơi, cái đầm này mọi người, này em bắt tóc ra sao cho mọi người, cái form này, đẹp không? Thật, hàng sự em xe cho nên em bắt mọi người đi cọc, mọi người đừng có, mới mua mà bắt cọc tùm lum. Tại vì hàng sale đã sale lỗ rồi, mọi người vô mọi người mua nhiều, mọi gặp những người mà người ta muốn ác á, vô mua một mớ mấy chị không cọc là tội nghiệp em lắm luôn á. Gửi rồi nha, Quê Mai lên địa chỉ, đen của Trần Nhung. Đen của chị Trần Nhung, em nhận được cọc của chị Oanh rồi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em màu nhá. Màu kèm theo số điện thoại. Dung gì đâu có đâu lên. Rồi cái này màu xanh. Đen của chị Kim Ngoãn. Rồi cái này là màu hồng. À lộn, màu vàng. Màu hồng. Em mặc màu hồng cho mọi người coi nhá. Cho xem quần trên ghế đợi xỉu thì chị em cho coi nhá.
em còn một cái đen thôi. Ai lấy thì ghi giùm em. Đen của Thùy Dương vỏ hết đúng không? Rồi hết đen luôn. Trời ơi má ơi. Em cái xanh min Sunny dồn đơn Quý Lăng. Không sao nhớ, không có cái số điện thoại này nhớ đọc cái comment nha. Rồi comment giúp em nha mọi người nha. Comment giúp em. Em còn là màu hồng. Má màu hồng cưng ha. Màu hồng. Vừa mới dặn xong luôn á trời. Chưa kịp dặn luôn á. Quý Lăng. An à, lấy đầm đang mặc là đầm nào? Cái này comment giúp em kèm màu đi mọi người ơi, tại em vừa thay ra. Cái này là màu màu trắng, màu xanh min, màu vàng với màu hồng. Ai lấy thì ghi giùm em kèm màu nha. Hết rồi, còn đúng 4 cái. An là lấy màu nào vậy? Em hết màu đen rồi á. Còn lấy màu hồng thì ghi là màu hồng nha. Xanh của xanh bơ. Bà xanh bơ chuyên gia chốt màu xanh. Tôi phải đọc từ xanh rồi xanh bơ luôn. Xanh của xanh bơ rồi hết. Em còn 3 màu trên tay nữa là hết luôn. Hồng của chị An An. Ai lấy nữa ghi giùm em. Màu trắng cũng siêu đẹp. Thử cho cái màu trắng nữa. Cái hôm nay em siêng lắm mọi người. Nè má ơi, màu trắng là bao cưng luôn á. Trắng giùm em. Trắng của Thủy Tiên. Má ơi màu trắng cưng quá. Ôi giời ơi, cái màu trắng cưng chết người. Màu trắng siêu cưng luôn đó mấy bà. Ai lấy trắng thì comment giúp em là trắng nha. Trời ăn trắng sắc trắng. Trắng với hồng với lại là vàng. Vàng còn có một cái. Mua rất bị ghiền hả. Rồi ai lấy thì ghi giùm em kèm màu nha. Sale có 95.000 nè. Rẻ lắm mà đẹp ơi là đẹp luôn đó mọi người. Nè, ở dưới cái tung của nó rất là cưng luôn. Rồi em còn 3 màu. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Màu kèm theo số điện thoại. Chia sẻ hộ em với mấy chị. Cái đó set sơ mi dài hả. Lên hàng này. Đưa cái set này em giữ đi. Cảm ơn Nhung nha. Rồi set này em sale 95.000. Còn có 3 màu à. Còn 3 set là 2 màu nha mọi người. 3 màu của Khanh Phạm. Hồng của Yến Lương. Đợt này có 95.000 em sale rẻ ơi là rẻ luôn. Rồi set đưa chị màu trắng chị mặc. Rồi đầm em mặc còn màu gì đó còn trắng thế hả? Trắng với vàng. Set xe mùa 135 xe còn 95 luôn. Set mà xe 95 luôn là mấy chị. Ai lấy chốt lẹ nha. Set này hàng Thái đẹp lắm. Set 95.000 kèm màu. Giống màu quần nhá, khác màu áo thôi. Hồng với lại là trắng, khá là cưng ha. Set con gấu á, ghi gấu trắng với gấu hồng là được. Trắng với hồng hộ em nha. Ai lấy thì ghi giùm em là gấu trắng với gấu hồng giùm em. Cái này để trên like cho mọi người à. Để cho mọi người 95.000 thôi. Gấu kèm màu. Mọi người chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ giùm em đi mọi người ơi. Thì em mới ra phiếu được. Mấy chị toàn không cho thông tin số điện thoại gì hết à. Rồi comment giúp em nhá. Màu. Cái này là màu hồng với màu trắng. Nó chỉ khác một cái màu áo thôi. Còn quần nó giống màu nha cả nhà ơi. Xinh ha. Trời ơi. Cái này mà mặc đi chơi hay là đi đâu cũng đẹp hết á. Đi chơi, đi uống trà sữa, đi đâu cũng cưng hết á. Màu hồng với lại là màu trắng giùm em. Bạn nào coi quần này. Quần này là em sale còn có 165 thôi. Quần này là quần không đai hết hàng rồi. Còn đủ size nhưng mà còn có mấy cái thôi. SML. Còn nha chị. Đây. Comment hộ em nha. Quần. Quần thì kèm size giùm em SML siêu co giãn. Không, bóp đang bò, mà không có bạn. Comment hộ em nha mọi người. Quần là size S, size M và size L.
Rồi cái này ai lấy quần thì ghi giùm em là quần nhá. Quần giùm em. Rồi set sơ mi là ai comment này. Chị ơi chị phải lên số điện thoại để chị kèm mã chốt một dòng thì Dung mới ra đơn được. Ngọc Hân á, nãy giờ chốt hàng không có số điện thoại, không có địa chỉ gì hết, sao mà em bán cho chị được. Phải có kèm địa chỉ số điện thoại sau nữa. Nè, vải này nó xỉn gấp đôi cái vải sơ mi lúc nãy nữa. Nhưng mà em sale còn 130 thôi. Ok chị, nè, Kim Phượng lên số điện thoại địa chỉ. Cái set sơ mi á, đầm trắng và Thủy Tiên có. Cái set sơ mi này em nói trước nha, em sale lỗ nên mọi người ai lấy là cấm xả nha. Em sale lỗ lắm luôn á. Lấy cho em quần jean của Hà Dinh, quần jean size S. Nên ai nói trước ai mà xả, hoặc là em thấy bất kỳ một bà nào mà xả cái set này của em nữa là em cho đi luôn đó mọi người. Cái set này là em lỗ tới gần 30.000, hôm bữa bán 179 là 108 á. Gấu hồng với trắng của chị Đình Vũ nè. Cái set sơ mi này rất là xịn luôn. Set sơ mi cao cấp giùm em xe 130. Nên là mọi người ai mà lấy là chắc chắn lấy giùm em xem rất là lỗ luôn á. Màu cam, màu nu. Cái này là màu hồng, hồng sữa. Á, màu hồng này đẹp quá. Hồng sữa. Hồng sữa giùm em, với lại là màu hồng ruốc. Set sơ mi cam, em ơi set sơ mi cam còn không? Cái gì chị? Coi nha. Đợi xíu mọi người. Gấu trắng của Xuyên Nguyễn. Sony thêm set gấu trắng. Gấu hồng của Trâm Le. Sơ mi cam của chị Kim Ngoãn. Set sơ mi kèm màu. Em đi mặc một màu cho mấy chị này. Em nói thật cái set sơ mi em nói mọi người không ai kiếm được cái mọi người giá này đâu. Em bán 180.000 của mọi người ơi. Cái set sơ mi thề với cuộc đời là set sơ mi này mấy bà nhận về cho mấy bà xỉ ngang đưa cái quốc đêm thôi. Gài giùm chị đi. Đợi xíu đi mấy chị, để em cho mấy chị kiêm chiêm ngược cái set sơ mi này nó xịn cỡ nào. Em sale 130 là em lỗ mà thiệt á, muốn banh cái hãng ra luôn đó mọi người. Nó phải nói thô chứ thiệt á, lỗ lắm luôn cái set này á. À, mấy bà nhìn cái set sơ mi này. Ủa, sao mà nó đẹp dữ vậy trời. Nè. Đẹp không? Lỗ chưa? Cái ống tay nó làm cho mấy chị này xịn không? Rồi má ơi, nó xịn từ cái ống tay luôn đó mọi người. Vải này không bao giờ nhanh. Em lên lại màu nha. Này là comment lẻ nha, đừng đứng dậy. Cầm màu. Màu đen giùm em. Má ơi. Màu đen này mọi người. Rồi, màu em mặc là màu hồng ruốc. Xe có 130.000 thôi đó. Màu hồng ruốc. Màu hồng ruốc giùm em nha. Rồi, màu nu. Má ơi. Nhìn cái hàng này mấy bà sao mà nó xịn dữ vậy trời. Em thiệt á, em bán 180 em đã lời có mấy chục nghìn rồi. 20.000, 30, 25, 30.000 là đã lời nhiều lắm luôn rồi đó. Mà giờ em xả lỗ như thế này luôn mọi người. Cái set này nhập vô rất là cao luôn.
cái set nhập yoga em phải lời được 25.000 rẻ lắm là 20.000, mà bây giờ đi sale lỗ với mọi người á, sale lỗ khoảng có 130 thôi đó. Comment giúp em nha, không có hàng đâu mọi người ơi. Màu em mặc là màu hồng ruốc, cái này có mấy set thôi, không xỉn em không lấy tiền luôn á. Kim Phượng lấy màu gì? Sơ mi đen của Trúc Nguyễn, đen của Trương Nhi. Nguyễn Huyền lên cho em cái địa chỉ nha. Set đang mặc 56, 57, 58, 59, 60, 65, 60. Nói chung là 66, 67 thì cũng vừa. Tại vì nó đằng sau này là có bo chun này mọi người. Có bo chun thoải mái à? Không em ơi, Trương Nhi có rồi nè. Comment giúp em là màu nha mọi người nha. Cái này là màu màu hồng ruốc. Cái này là màu cam. Nó màu cam bao trắng da luôn. Ai mua 180 rồi là biết chứ không phải em nói giá cao lên để em bán đó mọi người. Ai mua 180.000 cái set này rồi là biết nha. Mắc cái vải áo này. Vải áo xịn lắm, màu cam. Bao nhiêu ký cũng mặc vô hết đó mọi người. Nói chung là từ 45kg đổ lên nó mặc mới đẹp. Ốm quá mặc không có đẹp. 45kg trở lên mặc mới đẹp nha mọi người. Cái này là màu nu giùm em. Màu nu. Cầm đi em, nó tuột đấy. Nu kim ngoạn này có màu nu cho em ơi. Kim ngoạn này có màu nu chưa? Chưa hả? Kim ngoạn nu. Kèm màu số điện thoại địa chỉ, Thiên Di lên địa chỉ số điện thoại giùm em. Đưa cái màu áo thôi. Có một set màu trắng hả? Có một set màu trắng này mọi người. Không phải hả? Đó là ngắn. Nga Nga lên địa chỉ dùm em, số điện thoại địa chỉ. Mọi người ơi, chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ một dòng đi cả nhà. Trời ơi, mọi người chỉ lên đường cái đường gì xỉu á. Hồng ruốc của Thiên Di. Coi nha, không xỉu á. Tay ngắn hả? Bỏ ra đi. Nga comment với mẹ là set nu đi chị. Phải bỏ qua tay ngắn bên này cho Trúc luôn đi. Chị comment với em là set nu sao không thấy? Đâu có thấy comment chữ set nu của chị đâu. Ngoan comment giúp em lại là set nu đi chị. Em chưa thấy comment của chị chữ set nu luôn á. Bỏ ra một bên đi. Set nu của chị Nga. Ok, Thiên Di có rồi nè. Em còn màu đen, màu màu hồng, màu sữa, màu gì ta, cái này em lại em đọc màu gì rồi quên mất rồi, màu hồng sữa đi. Rồi cái này em là màu màu hồng ruốc. Hồng ruốc là màu của em, màu cam của cô chủ nhỏ. Cái này là màu nu nha, màu nâu tây á mọi người. Rồi còn cái này là màu cam. Comment giúp em là màu nha mọi người ơi, màu giùm em. Tháng lần thứ hai vẫn không chưa chạy. Rồi comment giúp em là màu giùm em nha mọi người ơi. Kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giùm em nha. Máy cho mọi người đứng ra cho mọi người coi cái form này. Xinh không? Xuất sắc luôn. Ai lấy thì ghi giùm em, kèm màu giùm em nha mọi người ơi. Kèm màu giùm em. Ủa anh gặp Tùng có chuyện gì á? Vào kêu ổng ra đi. Ông tới, kêu anh ấy tới lần 2 được kìa. Rồi kêu là ảnh tới lần 2 luôn rồi đó. Rồi comment giúp em là màu giùm em nha. Màu, số điện thoại và địa chỉ giùm em. Khá đẹp lắm luôn đó. Sale có 130 thôi đó mọi người, rẻ ha. Mọi người còn ai coi không em lên like mới nha. Còn ai coi không vậy không để em lên like mới nè. Chứ mọi người đi đâu hết rồi vậy? Đi đâu hết rồi vậy? Cái này là cái gì rồi? Đưa chị cái set này đi. Đưa cái đầm đi em, đầm trong kia đi. Còn ai coi không để biết lên mấy bà. Từ xa chứ thật chỉ ra nói chứ. Ra kêu là cùng nó kêu là nó mệt. Chiều anh quay lại được không? Chết. Rồi còn ai coi không để biết thì like nhé cả nhà ơi. Chửi quá. Tội nghiệp con nhỏ.
Hồng sữa cho em xem, hồng sữa là màu nào. Đây hồng sữa nè em. Hồng sữa nè. Nó màu nào cũng đẹp hết đó mọi người. Má ơi, nổ một cái áo sơ mi thôi là nó xịn xỉu rồi. Đổi địa chỉ hả? Kiều Mon ghi chịu đổi địa chỉ bỏ lên ấy thì gài nè em ơi. Má cũng tội nghiệp à, biết làm sao luôn đấy. Rồi comment giúp em nha. Màu giùm em. Màu em ơi. Hai màu hả? Rồi cái này em xem mọi người à, 175 em sale còn 100.000 luôn đi. Còn có hai màu hết sạch luôn rồi đó. Còn hai màu bốn cái, màu cam với lại màu vàng thôi. Còn cam với vàng 99k đầm hàng cao cấp loại 1 nha. Cái này nói không với hàng loại 2, cái này hàng chuẩn 3-4X luôn á. Này. Này là chuẩn hàng thiết kế Quảng Châu luôn. 2-3 lớp thì mọi người thấy không? Hai màu giùm em. Màu vàng với lại là màu cam nhá, nhìn cái vải giùm em này, vàng với cam. Cho em xem phía sau lưng đây. Mặc áo ngực thoải mái. Màu giúp em nha, cái này bao nhiêu ký cũng vô hết. Bao nhiêu ký cũng vô hết nha mọi người. Ống tay nó có gài nút này. Comment giúp em là màu nha. Cho em like mới đi mọi người ơi. Hai màu. Màu cam với lại là màu vàng giùm em. Má ơi đầm này mà không lấy nữa là không biết sao luôn á. Bán có 100.000 cho mọi người á. Hứa cái đầm này mọi người hôm bữa em bán là 175, 185 gì em không nhớ. Nhưng mà trên 170 á. Mà nay xe cho mọi người còn có 100.000 luôn. Đầm vàng của Đoàn Kim. Vàng của Đoàn Kim. Bán mẫu này đẹp ghê á mọi người. Thiệt á. Nãy giờ lên được mấy mẫu đầm đi tiệc cho mọi người hết rồi đó. Mọi người còn kêu là không có đầm đi tiệc nữa cho em xỉu luôn á. Vàng của Bé Phan. Vàng với cam giùm em nha. Vàng của Trang Thùy. Rồi hết vàng còn 2 cam này. Lên 2 cam cho mọi người luôn. Rồi cái này là màu cam. Hết vàng rồi, em còn 2 cam nữa là hết luôn. Còn 2 cam. Còn cam. Ai lấy cam thì ghi giùm em là cam nhá. Cờ am cam, huyền cam, cam chanh cút, quýt bụi này. Bác cưng quá, màu nào cũng đẹp hết đó mọi người. Màu nào lên cũng muốn lấy luôn á. Thiệt á. Đã không mặc thôi, mặc màu nào lên cũng nhìn cưng thế đó. Rồi ai lấy cam nữa thì ghi giùm em là cam nhá. Hết rồi mọi người ơi. Xe có 99.000 thôi đó mấy chị. Xe có 99.000 thôi. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Đầm cam. Cái này là áo lập dạng sơ mi á mọi người. Nó có nút ở đây tay á. Đổi qua màu giùm em đi. Ánh Dương Hoàng ơi, em hết rồi. Em còn có 2 cái màu cam thôi là hết. Em mặc màu cam rồi là màu cam hết đầu luôn á. Tay của nó này nhìn xịn không? Vải nhìn kỹ giùm em. Rồi má ơi cái đầm này mà giá có 100.000. Ai lấy ghi giùm em là cam nha mọi người. Cái đen kia là gì ạ? Cam của Yến Lương. Cam của Đào Thị Trang. Hết. Rồi set nhập ly 2 giây. Còn có 2 set à? Có thể không? Dưới kia là cái gì? Phải nó không? Rồi đây. Cái này là set nhập ly em sale à, 135 xe 99 luôn nha. Còn có 3 set à. Xanh nè. Set nhập ly đùi á mọi người hay hỏi em có về lại không? Đùi nè. Cái này là màu xanh, màu nu với màu đen. Cái này đùi em không về lại. Đùi trơn là không về lại. Về lâu lắm rồi mà hết rồi đó. Cái này comment giúp em là màu nhá. Set nhập ly đùi á, sale 100.000 luôn đi. Set dập ly đùi 100k. Má ơi cái này là mặc lên là xỉu ngang luôn á. Về dập ly là không có dập ly 2 dây giặt đùi đó mọi người. Tại mùa này nó hết vải rồi. Không phải bán quá trời nhiều luôn rồi. 100.000 kèm màu giùm em nhá. Màu đen. Màu đen, màu nu với màu xanh.
Ai lấy ghi cho em là chữ dập ly nhá, kèm màu giùm em. Dập ly kèm màu. Dập ly kèm màu đen của Trang Thùy, xanh của Đào Trang. Hết xanh này. Rồi hết xanh rồi mọi người. Không, dập ly em hết rồi đó. Em còn. Còn màu đen với lại là màu màu nu. Hết rồi mọi người. Còn một đen với nu à. Nu của Linh Thương rồi hết. Còn đen. Hết xanh, đen của Thiều Lan Phương. Rồi còn một đen cuối. Hết rồi. Đen của Thiều Lan Phương rồi còn một đen cuối. Cái đó là cái gì à? Cái đó là cái gì à? Mở mở. Em còn một đen cuối, hết xanh rồi Trang ơi. Rồi set ngố dài, à set dài luôn. Này ngố luôn này mọi người. Má ơi dài luôn. Sao mà mọi người cái nét mọi người sao mà thiệt á, mua hàng săn xe rồi xả lên rồi xả xuống rồi trời. Sao mà vô like gặp những cái con người như vậy thiệt á, muốn chửi ghê luôn á. Không vừa thôi vô đặt hàng chi vậy em? Em có ngứa tay không vậy? Thiệt á, nhiều người bị ngứa tay hay sao á. Đen của Uyên Nguyễn. Em hỏi mọi người, những cái người có bị ngứa tay không vậy? Vô like người ta đặt đồ lên xả like giống như kiểu là cái việc mà thường ngày mọi người phải làm á. Bỏ cái đầm cam của nó ra đi. Đào Thị Trang bị ngứa tay thì biến mẻn đi nha. Tức ơi mọi người, like hết thôi, thay ra thay vô bán cho khách, sale lỗ cho khách luôn. Gặp mấy cái con lồn này là phải chửi cho nó nát lồn ra. Nãy giờ là ba con xả hàng rồi đó. Rồi set này em sale cho mọi người 110 luôn. Rồi comment giúp em nha. Tức không like được luôn á. Rồi comment giúp em nha, set dài em sale 110 luôn màu em ơi. Cái này là màu xám giùm em. Y chang cái set ngố đầu like á. Comment giúp em nha, cái này là xám. Xe cho mọi người chăm luôn đi. Xe là mặc em hết rồi. Xe là mặc hết cho mọi người hết rồi đúng không? Màu đen xe màu 100 luôn này. Lấy gì cục sạc pin hết pin rồi. Lên like dành cho cố vô. Nhảy ngược lên dành hàng. Không chốt thì kêu là không thấy hả. Chốt cho rồi thì bom hàng, xả hàng. Ngứa thật đó chứ. Set này em xem 99.000 cái set ngố nhà, à, cái set dài luôn á. Em thay mọi người một set nha. Set này mặc hết mất tiêu rồi. Mọi người phải biết là người ta like cực với là hàng xả chứ không phải là hàng mới mọi người. Ý thức giùm em đi. Đầu là tử tế với rất là nhiều người luôn rồi. Càng tử tế càng xả hàng. Vậy mọi người, chứ để người ta xả hàng mình tử tế người ta xả hàng hoài luôn á. Rồi set dài giùm em 99k luôn đi. Đây là sale lỗ cho mọi người luôn này. Cái này là nguyên cả một set dài như vậy. Má đẹp không? Đẹp xuất sắc luôn á.
Hàng này hôm bữa là 149.000 là 150.000 á. Tại vì cái này là set dài chứ không phải là set ngố. Set ngố là 140.000 rồi. Rồi xe 99.000. Màu giúp em nhá, màu đen. Màu đen, màu hồng với màu xám giùm em. Có mấy set à mọi người ơi. Hồng của bé kem cute. Ai lấy ghi giùm em màu kèm cái số điện thoại địa chỉ nhá. Bình thường mấy bà mua hàng mới làm gì có được cái giá này. Em nói thật luôn, nó toàn là 145.000 là rẻ lắm luôn á. Còn ngố là em bán 140 không á. Hồng của Kiều Mon. Vô cái này là vô hàng xem là nói mọi người là hôm nay là nguyên cả một cái line này em không lên hàng mới. Xả kho mọi người á. Để có những mẫu mấy chị á họ chưa mua được đâu. Nó còn xả lại á. Đen của chị Hà Lê cách mới đuôi 763. Rồi hết đen. Còn hồng với lại là xám thôi. Còn hồng với xám thôi nha mấy bà. Xám của chị Lan Võ có 100.000 này em ơi. Rồi còn xám. Ủa có set nâu hả? Ăn rửa mắt ghê. Rồi em còn hai màu thôi, xám với lại là hồng nha. Hết rồi mọi người, có 100.000 à. Cái này 149 là 150.000 lận á. Tại vì ngố em đã bán 140 rồi. Xe mọi người còn có 100.000 thôi. Má, vải dày lắm luôn, nó phải vải mỏng đó mọi người. Vải siêu dày luôn á. Ai lấy hồng với xám thì dùm em. Hồng của bé Phạm. Một xám một hồng của Binini rồi hết. Cho chị cái này đi. Hết rồi mấy chị ơi, có 99.000 nè. Nên cho mọi người mã siêu phẩm này. Mã này là siêu siêu phẩm luôn á. Cái này là hàng cao cấp nha mọi người. Mai đi đơn nha em. Nhìn cái hàng là mọi người biết hàng gì luôn rồi đó. Không cần nói đâu. Này là hàng Quảng Châu nha. Gài đi. Cái này em sale cho lỗ cho mọi người 215. Bán cho tặng mọi người 99.000. Xong mẫu này qua like mới giùm em nha. Cái đầm này em nói thật mọi người, hôm bữa kiếm hoài không ra luôn á. Nè, một cái đầm bao xỉn sò như thế này luôn. Có kèm bét cho mọi người luôn. Túi của nó tất cả là túi thật nha, không phải túi giả đâu. Nè, 99.000 một cái đầm vét như thế này. Hai màu đen với lại là đen với lại là màu gì trời, màu nu. Đen với nu giùm em nha. Má ơi, màu đen màu đi. Cái đôi bốt rồi chắc chết người luôn á. Đen với nu giùm em. Hai nu rồi Thảo Thu. Đen với nu má ơi, nó sang gì trời. Đen với nu hộ em nha. Rồi bao sang luôn, nó thiệt đó mọi người ơi. Em mà mặc màu đen nữa chắc xỉu á. Một đen cho chị Thảo Thu. Hai nu một đen. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đen với nu á mọi người. Cái này là túi thật, chứ không phải túi giả. Nè, túi thật cho mọi người luôn. Ai lấy thì ghi dùm em màu nhá. Có 100.000, 215.000 đó. Hàng chuẩn Quảng Châu á mọi người. Nè, thấy xịn sò không? Comment giúp em nhá. Màu kèm cái số điện thoại địa chỉ. Màu dùm em. Rồi qua like mới dùm em nha mọi người ơi. Có ai coi nữa không? Qua like mới nha. Nó màu đen sang lắm luôn á. Màu nu thì nó tây, mà màu đen thì rất là sang. Cái này mấy chị có đi đôi giày thể thao nhẹ nhẹ, hoặc là mọi người đi cái đôi bốt á, ngang tới cái gót chân á, cái mắt cá, bao đẹp luôn á. Đi Đà Lạt là thôi luôn á mọi người, xỉu luôn á. Rồi ai lấy ghi giùm em có 100.000 mọi người nhận cái hàng về đi mọi người biết. Còn hàng mọi người muốn biết xịn hay không, nhìn cái form mọi người biết rồi. Không cần nói đâu, nhìn cái form mọi người là xỉu luôn á.
Comment giúp em là màu nha mọi người ơi. Ở bên này thì thấy comment, ở bên kia thì cũng thấy comment ta. Đợi xíu em qua live mới cho mọi người, còn nhiều đồ lắm. Duyên Nguyễn là màu nu. Hồ Quỳnh lên số điện thoại để chị dùng em nha. Qua live mới nhiều set lắm luôn mọi người. Live set cho mọi người. Rồi qua live mới nha mọi người nha. Trang Thùy màu nu, sao bên cái comment bên này thì thấy mà bên này không thấy. Trang Thùy màu nu. Rồi mọi người qua live mới xả tiếp nha mọi người.